cao 1 mét. Dạ em xin chào tất cả các chị. Ôi lâu lắm luôn rồi mới gặp chị nha. 3-4 năm ngày nay chắc bán đắt hàng lắm đúng không? Đúng không? Không có thấy mặt mũi đâu hết hà. Chừng nào viết về Việt Nam thăm em Tú xem lần nữa nè. Ủa này bị sao vậy mấy đứa? Tự nhiên sáng ra vô thấy. Dạ chị ơi, em đang là hát bài Trăng Tàn Trên Hè Phố mà. Em có hai bài ruột, một là bài bài gì ông ngoại hay hát quên mất tiêu tên. Em có hai bài, một bài là bài tủ của bố em, một bài là bài tủ của bà ngoại nhà em là mẹ em, hai người là em chỉ hát đúng hai bài đó thôi. À, bài của bố em là bài Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Còn bài của bà ngoại là bài Trăng Tàn Trên Hè Phố. Các chị biết không, hồi xưa ấy, ông còn sống ấy, hai ông bà mà hát karaoke ấy. Em nói các chị hả, bố em hát được cả bài của Đàm Vĩnh Hưng là các chị biết là không phải dạng vừa rồi đấy. Dạ em cảm ơn chị Chiến Thiệp. Đúng rồi, đúng rồi. Vải em mặc là lụa Thái Tôn Ấn Kim các chị ơi, 230, à xin lỗi các chị, 300.000 một áo. Quần em mặc là lụa Ấn Kim dạ kép, lụa Thái Tuấn dạ kép, 230.000 một quần. Rồi các chị ơi, lụa Thái Tuấn Ấn Kim hôm nay rất là nhiều mẫu đẹp luôn. Các chị có nhớ mẫu huyền thoại của nhà em là mẫu hoa đào không? Em đang may lại một cái áo để bắt đầu em bán cho các chị Tết đây. Chốt đơn nha.
với các chị rồi, xin lỗi với các chị, chứ nếu mà nói về thiết kế mà mặc Thái Tuấn Ấn Kim thì không có mẫu nào qua được, không có mẫu nào mà qua được Thái Tuấn Ấn Kim hết hết các chị ơi. Đây mẫu mà nhà em mới chụp hình trên tường Facebook cho các chị đây. Tự nhiên năm nay sao mà nó yêu màu hường thế này không biết nữa các chị. Chốt đơn đẹp chưa, hồi ôi xuất sắc. Với lại em có một cái này em thông báo cho các chị này, các chị có biết bài này bài gì không, các chị có biết vải này vải gì không, đoán đi các chị, đoán đi các chị. Ủa sao chưa thấy ai nói gì vậy? Các chị ơi, chính xác, chị Phan Tu Trâm, cảm ơn chị. Lúc nào cũng nói chung là theo dõi em hàng ngày thì các chị sẽ biết được. Tại vì các chị chỉ cần nhìn cái màu á, là các chị sẽ đoán ra được của Phan chị tốt. Ủa sao hình như cái nhà mình nó bị nghiêng à? Sao kỳ vậy? Không nha, sáng nay không được hiện nha. Nha. Các chị ơi, lụa Hàng Châu đấy các chị, màu mới về đấy các chị ơi, tím than này, xanh lá đậm này, màu đậu phộng mà các chị hỏi rần trời rần đất này, hôm nay nó về đủ màu rồi, chốt đơn ngay và liền cho em các chị ơi nhá, chốt đơn ngay và liền cho em, không là hết trong một nốt nhạc luôn đó, đang rất là hot luôn các chị ơi. Và áo em mặc là giá 300 nghìn một áo nha chị ơi. Thôi chốt đơn cho các chị nha. Màu này này chị, màu này chị có chưa? Chưa có là phải lấy nha. Tím than thì nó rất là bình thường rồi. 15-20 ngày hôm nay mới có hàng lại. Không lấy là hết trong một nốt nhạc luôn. Vải áo mẫu mặc vừa thay Tuấn Ánh Kim giá 300 ngàn một vải áo. Chị nào lấy comment giúp em vải áo mẫu mặc. Đã đẹp rồi, phải cho em nó đẹp với chứ. Chốt đơn. Ôi ôi, đẹp lắm luôn. Cái màu này màu may nguyên một bộ. Em nói với các chị là siêu siêu sang luôn đấy. 150 ngàn một áo các chị ơi. Xin lỗi nha các chị ơi, 145 cho em giá là 148, xin lỗi các chị, 148 cho em giá 150 ngàn một áo. Chất vải là lụa Hàng Châu nha các chị ơi. Vừa mới về xong tức thì mới có lại đấy các chị. Đợt trước nhà em bị đứt hàng mấy cái màu này rồi. Lấy liền mấy chế ơi. Jenny Phùng vải áo mẫu mặc. Eva Huỳnh vải áo mẫu mặc. Lê Đoàn vải áo mẫu mặc. Liên Nguyễn vải áo mẫu mặc. Lan Xuân vải áo mẫu mặc. Cái máy á, chị thấy nó kêu rọc 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 á, cái đầu nó có bị ấy không?
Mai vẽ mẫu mặt, Trần Cẩn Huy vẽ mẫu mặt. Vải áo mẫu mặc giá 300 ngàn một vải áo nha chị ơi. Mê Phương On 148. Khánh Lê 148 2 áo. Thanh Phú Nguyên 148 2 áo. Em Mi Thúy Mai 148. Vân Tạ 148 2 áo. Các chị ơi, cái màu này các chị không lấy là hết trong đúng một nốt nhạc đấy. Em nói trước. Mê Nguyên 148 2 áo. Em nói trước với các chị luôn á. 1482 áo. Không có nhiều đâu, một cây hàng này nó rất là dày, nó không có nhiều đâu các chị, nó một cây nó khoảng chỉ 50 áo là hết cỡ. Em vải áo mẫu mặc là 5 áo rồi. Hàn Châu là vải gì hả? Dạ là vải gì chị mua thử về mặc một lần đấy chị ơi. Hàn Châu là tên vải. Hàn Châu là cái tên để đặt cho chất vải này. Còn vải em đang bán là màu trơn nha các chị nha, không có hoa văn gì trên áo hết các chị ơi. Vải lụa có độ co giãn, không cần phải lót nha tình yêu nhé. Rồi chốt đơn. Bình Diệp 148, Tiffany Nguyễn 148 2 áo. Vân Nhi 148 2 áo. Nguyễn Thị Thu 148. Chị Vân ơi, cái này may nguyên một bộ đi. Xong rồi may có cổ đi chị, tay dài đeo kiềng cho em. Thu Hoa Trần vải áo mẫu mặc. Đúng may tay ngắn, tay dài, có cổ, may nguyên một bộ luôn. Về chế tú kiếm cho một cái kiềng đúng truyền thống Việt Nam luôn. Tân Phú một, Tân Phú vải áo mẫu mặc. Vân Tạ thêm hai áo 148. Dư Duyên 148. Được chưa? Qua nha. Các chị ơi, chia sẻ live stream cho em với đi các chị. Tương tác giúp em với nha các chị nha. Bình Diệp thêm một áo 148. Quá là đẹp. Trời ơi. Hồ Thị Hà 148. Hai áo nha, may có cổ tay dài cho em. Còn nếu mà sợ mà mặc một lớp ở bên đây nó hít á, may hai lớp cho em mặc bảo đảm cái lưng với cái bụng phẳng vô cùng luôn. Chốt đơn. Các chị ơi, màu này là màu tím than nha. Có 148 rồi chị. Các chị ơi, màu này là màu tím than nha. Chắc phải là lụa Hàn Châu các chị ơi. Và áo mẫu mặc là lụa thay Tốn Ánh Kim nha chị. Hello 025 cho em, giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 025 cho em các chị ơi. Vải 148 có bị kén da không Tú ơi? Dạ không chị Thúy Trân ơi, cái màu đó sàng lắm. Mấy chị ơi, mấy chị cứ săn đỏ tím vàng em sợ quá hết. Tê Vũ vải áo mẫu mặc. Phan Thu Trâm 025 2 áo. Cao Thi Mai 025 4 áo. Cao Phụ 025. Đỗ Quỳnh Như 025. Nguyễn Hiển 025 2 áo. Bàn Trần 025 2 áo, Phương Vũ 025, Vân Tạ 025 2 áo, Trang Cao 025, Thùy Dung 025 2 áo, Lê Oanh 025 2 áo. Dạ đúng rồi chị Bích Nguyễn. Thái Tôn Ám Kim của Tú mặc là phải đẳng cấp chứ các chị. Ca Thị Lê 025 2 áo, Mỹ Phạm 025. Tú không mặc Thái Tôn Ám Kim thôi chứ Tú tự tin luôn đấy. Tú mặc Thái Tôn Ám Kim chưa có cái áo nào xấu luôn. Thùy Dung Phú Nguyên 025 2 áo. Phạm Phượng 025. Bê Phương On 025. Bê Nguyễn 025 4 áo. Cao Thi Mai 025 thêm 2 áo nữa. Hồng Phạm 025 3 áo. 148 3 áo. Sa Đi Trần 025 2 áo. Kim Dung Hoàng 025 2 áo. Vila 025. Đi Trần 025 2 áo. Vải áo Tú mặc giá 300, vải quần Tú mặc giá 230 các chị ơi. Áo lụa Thái Tôn Ánh Kim em nói thật xin lỗi với các chị chứ em tự hào á, em mặc chưa có cái nào mà gọi là mặc mà để cho các chị phải có một cái điểm gì đó để mà trừ luôn ấy. Tại vì các chị biết sao không, em không nói em mặc đẹp nha. Các chị đừng hiểu lầm cái ý nói của em. Mà em đang nói ở đây á, em mặc 10 lần cái áo lụa Thái Tôn Ánh Kim, các chị để ý này, lưng, bụng. Anna Khánh 025 2 áo. Rất là phẳng. Mai 025. Hoa văn á, khi các chị nhìn nó như vậy nhưng khi các chị mặc lên á, mà các chị so sánh với những cái áo khác là những cái vải mà thiết kế khác á,
thì cái áo lụa Thái Tuấn An kia nó có một cái nét rất là sang. Em không biết là em nói có đúng hay không, nếu không đúng thì các chị bỏ qua nha. Còn em không có nói là em là người mặc đẹp hay là em đẹp nha, các chị đừng hiểu sai ý của em nói rồi nghĩ ra nó lại xuyên tạc, nó rất là phiền phức nha các chị. Trên em phụ 148, trên 2A nữa, Dương Nguyễn 148, Thơ Vũ 148, Nguyễn Anna Bích Ngọc 148. Không 25 cho em giá 150.000 thì Nguyễn Thuyền 025 2 áo 25 cho em. Đặng Mai 025. Các chị bỏ ra 300.000 nhưng các chị may là rất xứng đáng. Và đặc biệt cái người thợ may của các chị ấy, người ta nhận được cái khúc vải ấy, người ta sẽ may cho các chị, người ta rất là yên tâm, là vì người ta lấy tiền công ấy, nếu mà giá cao nó cũng rất là xứng đáng luôn. Còn em không nói là em là người đẹp hay là em mặc đẹp nha, em đang nói ở đây là cái chất vải khi mặc lên ấy, trên người ấy, dáng của các chị sẽ rất là chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn, nó phẳng từ trên xuống dưới luôn đấy các chị, đặc biệt là cái lưng này các chị này. Và đặc biệt nữa là ấn kim ấy, các chị may ấy, nó ôm, mà nó ôm vừa phải các chị để ý cái lưng không có một tí ngân mỡ nào luôn. Đấy là hôm nay em mặc đó nha mấy chị ấy. Này các chị có nhìn thấy không? Thảo Trang vải áo mẫu mặc. Trang Yêu Nguyễn vải áo mẫu mặc. Trang Thùy 148, Môi Môn 148 2 áo. Thùy Dương vải áo mẫu mặc. Đâu, cái áo của em mặc á là chị Vân Mai á, chị mặc cái chụp hình ở trên phở bò của chị ấy. Chị cũng là một trong những dạng người gọi là to con chứ không phải là ít đâu nha, mà chị mặc cũng thẳng ly luôn. Thẳng phải nói là không có một tí nếp nhăn luôn đấy các chị ơi. Có điều là nhiều chị mặc vải này sẽ bảo là nó dày, các chị ơi, nó dày nhưng nó rũ và nó mềm, nó rất là che khuyết điểm nha các chị nha. Rồi thôi. Em Vân vải áo mẫu mặc. Xà lơ với các chị một hồi là có. Thảo Đàm 025. Thùy Duy 148 2 áo. Dương Nguyên vải áo mẫu mặc. Vải áo mẫu mặc 300.000 một vải áo chất liệu lụa Thái Tuấn An kim nha chị ạ. Phương Nguyễn vải áo mẫu mặc. Đây các chị. Màu này cũng mới về luôn này chị ơi. Trần Maria vải áo mẫu mặc. Đỗ Thị Thiên Nga vải áo mẫu mặc. Phúc Nguyên vải áo mẫu mặc. 129 cho em, giá là 150.000 một áo, chất vải là lụa Hàn Châu, chị nào lấy thì các chị chốt 129 cho em nha các chị nha. Em nói đặc biệt này, em chỉ cho các chị một cái này, các chị đừng có sợ nha. Nếu riêng cái Hàn Châu này này, đặc biệt những chị ở nước ngoài và đặc biệt những chị nào mà các chị hay mặc áo mà các chị phải lót một lớp ở trong để mặc cho nó không bị hít ấy. Chị lấy hẳn hai áo, chị may cho em một áo, có nghĩa là may hai tạp bung ra, giống như hồi xưa mình hay may von chim phong ấy các chị. Tại vì thời xưa ấy, em kể cho các chị cái này nha, Nhung cứ in ra đi tí đọc xong. À, hồi trước ấy, cách đây khoảng chừng là hồi em chưa bán hàng online là khoảng chừng 6-7 năm ấy các chị, là hồi thời đấy là các chị biết con chim phong đang rất là hot. Với lại là thời em mặc hồi đó là ở Phương Lam em ấy, là người ta hay mặc cái quần đầm. Với lại các chị có nhớ cái áo dài đầm không? Cái áo dài tà đầm mà ở dưới này nó xòe ra như cái đầm dạ hội ấy các chị nhớ không? Là hồi xưa ở đây ấy, là có anh Cường ấy, anh May là rất là nổi tiếng về vạt von chim phong. Thì hồi đấy em lại không có thích cái von chim phong các chị. Tại vì bản thân nhà em bán, cho nên khi mặc von chim phong á, nhìn xa thì nó đẹp nhưng đến gần cái chất vải nó không có sang. Thế là em mới lấy cái tầm ý các chị. Thời đấy cái tầm ý nó dày, nói chung là nó dày ngang ngửa cỡ cái Hàn Châu này này. Chỉ có điều là Hàn Châu này ấy, thì cái bề mặt vải của nó là nó hơi có cái sớ thôi. Hồi đấy em may một bộ tầm ý màu hồng cánh sen mà em đi đám cưới con bé cháu của, coi như là con gái của anh trai của chồng em ấy ở Sài Gòn ấy các chị. Cách đây phải cả 7 năm hay 8 năm rồi ấy, các chị, hồi đấy em chưa bán hàng online đâu. Hồi đấy em mới săn thằng Bo ạ. Trời ơi các chị ơi, mặc hai lớp hả? Mà hồi đấy em rất là mập nha, hồi đấy em đến cả 62kg lận chứ em không bao giờ còn có 54-55kg đâu. Mặc nó phẳng lì luôn, phẳng lắm luôn á. Em bảo vậy này, nếu như thay vì may von chim phong thì em lấy tẩm ý ra em may hai lớp, mặc đẹp vô cùng luôn. Rồi bây giờ cái này nè, các chị xử lý nước ngoài bằng cách các chị may hẳn áo hai lớp cho em. Quần đừng may hai lớp nhưng quần hai lớp mặc nặng lắm. Áo hai lớp cho em là được rồi, đẹp vô cùng. Bao nhiêu ngấn mỡ với bao nhiêu mỡ lưng, mỡ bụng, bé mỡ của các chị là nó biến sạch luôn. Chốt đơn. Che
Mini phụ 1294 áo, BT phụ 1294 áo, Thủy Trâm 129, Ngọc Lan Nguyễn 129, Thanh Phú Nguyên 129, Emmy Thúy Mai 129 2 áo, Jenny Nguyễn 129 2 áo, Gia Thảo vải áo mẫu mặc, Hoàng Yến Hoàng vải áo mẫu mặc. Vân Tài 1292 áo, chị Tuyết vải áo mẫu mặc. Nhưng mà em đang nói ở đây là cái cách xử lý dành cho những chị ở nước ngoài mà các chị mặc mà nó quá lặn nha. Còn ở Việt Nam thì các chị nghe rõ cho em là các chị vui lòng may cho em đúng một lớp thôi. Các chị mà mặc hai lớp thì ối giời ơi luôn, một lớp được rồi, đẹp lắm luôn. Bây giờ cầm chạy về nhà lấy ba cái, một cái màu tím đinh hương này, một cái màu xanh lý này, một cái màu một kem cà rốt hôm vừa rồi mặc đây này. Bây giờ chưa đâu nha, còn nữa, còn một cái màu xanh rêu này, còn một cái màu đen này, còn một cái màu xanh đen này, còn một cái màu trắng này, chưa mặc nữa luôn. Giờ mình vô mình làm lại cô cái đủ màu. Hồng Hà vải áo mẫu mặc đúng không? Các chị ơi, các chị may một lớp là được rồi. Các chị ở Việt Nam vui lòng may cho em một lớp là được rồi nhá. Cần phải hai lớp đâu. Còn những chị ở nước ngoài mà các chị tự tin á, về cái dáng của các chị may một lớp là được rồi. Chất vải nó lên dày dặn đẹp lắm luôn rồi, không cần phải lo lắng gì đâu các chị. Dáng cho em 129 một áo nha. Hồng Phạm 129 3 áo. Hai này đúng không? Hồ Giang Hồ vải áo mẫu mặc, Phương Đạm 129, Nguyễn Nguyễn 129. 129 là chất vải lụa Hàn Châu các chị ơi, em đang bán là lụa Hàn Châu đó các chị, giá 150.000 một áo nha các chị nha. 745 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em, 150.000 một áo, 300.000 một bộ các chị ơi, một áo 2 m khổ 1,6 m nha các chị nhé. Em bán cho các chị nhanh nhanh đi, em còn lên thái phố nắm kim thiết kế cho các chị nữa kìa, đợi quá trời quá đất luôn kìa các chị ơi. 745 cho em, giá 150.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em nha. Vải áo mẫu mặc giá 300.000 một vải áo nha chị ơi. Em My Thúy Mai 745 2 áo, Uyên Phạm Thị Thanh 129, BT Vũ 745 2 áo, Linh My 745, Linh My là 129. Bảy bốn năm cho em, giá 150.000 một áo, chất vải là lụa Hàn Châu các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 745 cho em nha các chị nhá. Vải áo em mặc là lụa ánh kim giá là 300, vải quần em mặc là lụa thái tuấn dạ kép giá 230 các chị ơi. Ủa sao vậy, sao im lìm luôn vậy? Phạm Phụng 745, một tí mới về này các chị. Tím này ở ngoài. Anh Thanh Tùng 745. Sao vậy? Sao vậy? Màu này các chị lấy thì chốt cho em là 35 các chị ơi. Dạ không chị ơi. Sau like thì chị qua bên trang quần áo giờ Thiên Kim chị mua giúp em nha chị nhé. Bên em không có người trực chị ơi. Nguyễn Nguyễn 745. Một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em. Vân Tà 745 2 áo, còn Em My Thúy Mai 352 áo. Cái màu này là màu em hay mặc, là một vải mỡ gà. Nguyễn Kiều Thu vải áo mẫu mặc. Hương Võ 352 áo, Thu Phạm 35, Vân Nguyễn 35, VT Vũ 352 áo. 150.000 một áo miễn phí ship toàn quốc cho các chị nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em các chị ơi. Sang Nguyễn 35. Lắm. Trời ơi. Vân Tả 352 áo. Đẹp lắm lắm luôn đó. Quỳnh Như Đỗ 352 áo. Nặng lắm các chị. Nặng lắm luôn á.
dày nặng mình đẹp vô cùng luôn á. Chị nào lấy thì các chị chốt 35 cho em, và màu này các chị cho em và một bạn nữa đây nhé. Thảo Nguyễn vải áo mẫu mặc Yến Trinh 35, Bích Thủy 35. Phương Chân Kỳ 35 hai áo. Vàng mỡ gà cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ gà cho em. Ngọc Huyền hai vàng mỡ gà. Cô đấu phải áo mẫu mặc. Ca Thi Lê vàng mỡ gà. Em Mi Thúy Mai hai vàng mỡ gà. Phan Phú Huyên hai vàng mỡ gà. Quá trời quá đất. Phúc Thanh Trà vàng mỡ gà. Đẹp lắm luôn á. Đẹp sang luôn. Tô vàng mỡ gà, vàng mỡ gà. Út Phan vàng mỡ gà hai áo. Thu Hà Trần vàng mỡ gà hai áo. Vân Thu vàng mỡ gà. Thơ Vũ vàng mỡ gà. Vườn Nguyễn vàng mỡ gà hai áo. Thiêu Đoàn vàng mỡ gà hai áo. Thu Hà Trần vàng mỡ gà hai áo. Vi Tiêu Vũ vàng mỡ gà hai áo. Bích Tuyền vàng mỡ gà. Dạ có rồi chị Vân. Xoài Dừa vàng mỡ gà. Có cổ tay dài. Cô Yên Mai. An Tôn Nguyễn vải áo mẫu mặc. Cổ tay dài. Phạm Thị Nga vải áo mẫu mặc. Nano vải áo mẫu mặc. Vàng mỡ gà cho em giá 150.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt vàng mỡ gà cho em các chị ơi. Màu đen này mà mặc với lại quần màu vàng mỡ gà người ta nói đẹp. Đẹp sang luôn. Chốt đơn. Các chị ơi đem cho em giá 150.000 một áo. Chắc phải là lụa hàng trong. Cô mô đi vàng mỡ gà các chị nha. Hoàng Tuyết vàng mỡ gà. Vải áo mẫu mặc giá 300.000 một vải áo nha chị em. Phạm Bích Liên đem. Cẩm Vân vàng mỡ gà. Quá trời. Em Mi Thúy Mai đem. Dạ em cảm ơn chị Lê Khang. Hà Nguyễn đen, Phạm Chi đen, Vân Tạ hai đen, BT Vũ hai đen, Lại Kim đen và vàng mỡ gà. Chuẩn luôn chị, may bộ này cho em nhá. Qua kim nhà em ấy các chị, qua thêm kim nhà em mua thêm cái kiềm nữa các chị ơi. Cái kiềm mà kiềm bạc á, và nó có cả kiềm si luôn ấy, có nghĩa là si hai màu bạc với lại vàng luôn ấy các chị, đẹp lắm luôn. Bên Phương An đen. Bé Trần đen. Thảo Đàm vải áo mẫu mặc. Với lại treo thêm hai số nắng kim lên nữa nè. Hồng Trang Nguyễn vải áo mẫu mặc. Vi Phạm đen. Trời ơi các chế ơi, nếu mà theo như lịch là tối nay em được mặc áo này đấy. Hồi mua mấy chị ơi đẹp lắm. Tô tầng đẹp ngang ngửa với lại thái quấn luôn. Mà giá có 180.000 một áo à các chị ơi. Giá có 180.000 một áo thôi. 880 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì dạ, các chị chốt 880 cho em. Điều bên em sẽ liên lạc nào chị. Tám tám
80 cho em, giá 180.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 880 cho em các chị ơi. Ôi giời ơi, tơ tằm ơi là tơ tằm ơi. Không bao giờ bỏ qua được, nó đẹp. Cảm ơn vải áo mẫu mặc. Quá đẹp luôn chứ phải đẹp vừa các chị. Cho phép thanh toán xin. Em Mi Thúy Mai 880, Mai Hoa 880. Thanh Phú Nguyên 880 hai áo. Nguyễn Thủy 880. Lan Nguyễn 880 xếp. Hôm qua có rồi. BT Phú 880 xếp. Chị ơi, đẹp lắm á. 880 cho em, chị nào lấy thì các chị 880 cho em nha các chị nha. 180.000 một áo các chị ơi, 280.000 một bộ nha các chị nha. San hô tím 880. Đặng Thị Ngọc. Dạ được nha chị. Thị Ngọc Lan đen hai áo. Chị muốn mặc quần gì cũng được, tùy theo ý thích của mình đi các chị ơi. Cái quần nó không quan trọng đâu các chị, quan trọng là các chị thích thôi. Mỗi người mỗi phong cách, không phải ai cũng giống ai đâu các chị. Mình có nét của mình riêng, mình không có trùng lập với ai là ok nhất luôn các chị ơi. Nha. Mình không có trùng lập với ai hết á. Một phiên bản mà nhà em rất là hot hit luôn á, mà hôm nay em làm cho phiên bản các chị màu hồng. Vì các chị biết sao không? Cái áo của em mặc kim xin mất tiêu. Em đi lễ ở Phương Lâm này, em thấy hai người mặc cái áo giống của em. Trời ơi, ai mặc cũng đẹp hết. Một cô hoa khôi Phương Lâm và một cái chị nào đứng xa lắm không nhìn thấy mặt. U là trời ơi, mặc đẹp lắm luôn đi các chị ơi. Nè. Lý Lương Thi 880. Em làm phiên bản đen hồng cho các chị mặc nè. Đầu tư thêm cho em cái quần ánh kim màu hồng phấn nữa là trời ơi, áo tu sang luôn. 300.000 một áo nha các chị ơi. 300.000 một áo nha các chị nha. 24 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em. Ui dồi ôi, hết nước chấm, sốt sắc. 300.000 một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 24 cho em ha. Thái Tuấn em không có bán nhiều đâu các chị. Em không có quăng ào xuống cho mấy chế nhà mình đâu. Không có đâu các chị ơi. Thu Nga Trần 24, Kim Hương 24, Em Mi Thúy Mai 24. Quá là đẹp luôn. Mai Nguyễn 24, Đàn Hồng 24. Cố xem cái màu này là một Ngọc Diệp 24, Lương Nguyễn 24, Thu Nga Trần thêm một áo 24. Có nhiều đâu các chị, không phải là có đến cả trăm méo mà quăng xuống cho các chị đâu, có đâu. 24 em hết rồi các chị, không đâu kia ơi. Đâu đây mà nhiều dữ thần vậy các chị, có đâu. Trừ khi là cái áo em mặc thì em làm cho các chị thôi, chứ còn Thái Tuấn thì em không bao giờ làm nhiều. Trời ơi, nó sang không tưởng luôn. 300.000 một áo cho em nha các chị nha. 827 cho em, giá 300.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 827 cho em các chị ơi. Trời ơi, hàng đúng chuẩn, hàng công ty đàng hoàng luôn ấy. Chứ không có bán hàng tào lao biết đâu cho các chị đâu các chị. Mẫu này cũng vậy, trời ơi, mặc luôn đẹp lắm. Giống như gọi là Photoshop luôn, mấy người tưởng mình chụp hình xong mình đi cà, mình đi chỉnh sửa, không có đâu các chị ơi. Em Mi Thúy Mai 827, Kim Hương Nguyễn Thi 827, Vân Tà 827. Kỳ sang. Cho em giá 300.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 827 cho em nha các chị nha. Nhung Ruby 827, Ánh Quyên 827, Diệp Hoàng 827, Tiên
Lê Nguyễn 827, Hồng Hà 827. Còn 2. Anna Thi Thi 827, BT Phú 827, xếp em hết 827. Dạ, yeah, chị Bandona Hesu ơi, đó là chai sữa tắm bên em tặng mình mấy tình yêu ơi. Mẫu này các chị có thấy nhà em úp từ trên tường Facebook cho các chị không? 300 ngàn một áo các chị ơi, 162 cho em nha các chị nha. Trời ơi, hàng và sản phẩm chất lượng là phải có sự đầu tư và nó là rất là bài bản và chỉnh chu luôn ấy. Chụp được một tấm hình như vậy các chị ơi, mất một người 2-3 tiếng đồng hồ ấy các chị, phải ít đâu. 162 cho em, giá 300 ngàn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 162 cho em. Rồi những cái sọc, những cái đường vân của nó các chị mặc lên người, em nói thật sự luôn, em không phải tự hào chứ các chị mặc cái Tuấn Anh Kim của em là không có đối thủ đâu. 162 cho em, giá vay không xong các chị. Em Mi Thúy Mai 162, Diệp Hoàng 162, Chiến Hiệp 162, Jenny Nguyễn 162. Hồng Phạm 162, Minh Hiếu Đặng 162, Quỳnh Như 162. Còn 2 một cái trên nhà nữa nha. Bí Mỹ Lệ 162. Còn 1. Phương Võ 162 nữa em hết. Cái này không biết Chế Vân lấy chưa, nhưng mà nếu mà Chế chưa lấy thì lấy cho Chế Vân một áo này mà. Em có may luôn. Hôm vừa rồi em có dịch xuống em đi may. Đúng không Trâm, cái này em sẽ đưa cho ai vậy? 300 ngàn một áo các chị ơi, 420 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 420 cho em các chị ơi. Hai số nắm kim nhà em là một nhà. Nguyễn Thanh Thảo 420, Thu Phương 420, MV Thúy Mai 420, Jenny Nguyễn 420, Trần Hà 420, món quà Messenger 420, Nguyễn Thanh 420. Nơi Đoàn 420. Còn 2. Nơi Nguyễn 420. Còn 1. Còn 1 trên nhà chị. Em nói các chị nghe nè, các chị có nhớ phiên bản mà hoa đào của nhà em không? Em làm cho các chị vàng này, đỏ này và màu hồng dâu trên vải lụa Thái Tôn Ấn Kim. Các chị ơi, lấy liền. Nghe tiếp thì mai vải áo mẫu mặc. Này này, bên em chưa có chụp hình đấy. Chuẩn bị đón xuân rồi này các chị. Các chị biết còn có mấy tháng nữa không? Còn có 3 tháng nữa là Tết rồi. Trời ơi, quay qua cây lại. Các chị ơi, đi đi lễ có 12 lần nữa thôi là Tết rồi đấy các chị ơi. Nè các chị nhìn kỹ nè. Hồng dâu vàng và màu mà đi vào huyền thoại nhất đó. Nguyên cái đỏ này không á, năm ngoái em mặc mà siêu diamond đấy các chị. Em bán trong vòng một tuần lễ đâu có bao nhiêu áo đâu, có 1.500 áo à. Đúng một màu đỏ này duy nhất đây. Nhà mà có chị em ấy các chị, mỗi người một màu mà mặc cho em một tấm hình để làm kỷ niệm các chị ơi. Cái kỷ niệm nó còn lưu lại được mãi mãi, đến khi mất đi rồi khó lắm luôn ấy các chị. Khó, cực kỳ khó luôn ấy. Xanh hoa đào, hồng dâu hoa đào, vàng hoa đào, đỏ hoa đào cho em 300 ngàn một áo, chất vải là lụa ánh kim các chị ơi. Mẫu này hồi đấy em làm mà thiết kế riêng luôn á. Emmy Thúy Mai hồng dâu và đỏ. Jenny Nguyễn xanh. Phan Thu Trâm một đỏ một xanh. Lê Bảy xanh. Nghìn một áo nha các chị nha. Nguyễn Huyền đỏ, Hoa Thái đỏ. Thu Hằng hồng và xanh. Dương Hồng Thúy đỏ.
Tịnh Lê thì đỏ, Hoa Trần Thi đỏ, Vân Tạ xanh, hết đỏ luôn rồi. Hồng Kim hồng, em hết đỏ các chị ơi. Em Mi Thúy Mai xanh, đỏ em hết rồi các chị ơi. Thu Nga Trần xanh, Phương Trương xanh, Hồng Kim xanh, xanh còn một. Hồng này đừng phối quần xanh các chị ơi, các chị phối quần màu đỏ cho em. Đẹp lắm. Tiffany Nguyễn xanh, hết xanh. Bây giờ em còn cho các chị hồng và vàng thôi. Lê Duyên Hồng, em hết đỏ hết xanh các chị ơi, em còn hồng và vàng ạ. Hồng này là hồng dâu ấy, chứ không phải là hồng phấn đâu nha. 300.000 một áo các chị ơi. Trần Theo hồng, 300.000 một áo nha các chị nhé. Hồng Kim vàng, vàng này mà mặc với lại quần đỏ, hoặc là mặc với quần xanh rêu, hoặc là mặc với quần trắng, trời ơi đẹp lắm luôn ấy mấy chế ơi. Mấy chế bị sao vậy? 300.000 một áo cho em nha các chị nhé. Rồi tiếp tục thêm một em mà gọi là hot hit nhất của nhà Tú luôn ấy. Mẫu mà Tú mặc, Tú bán 200 mấy chục cái áo mà lụa ánh kim luôn, ghê thiệt luôn. Eva Huỳnh 4 hồng, còn có 2 hồng. Còn hai hồng á chị Eva Huỳnh. Màu này là màu hồng dâu, là màu đặc riêng á, chứ không phải là màu hồng phấn đâu. Hồng phấn thì có sẵn nhưng hồng này không có đặt được. 602 cho em, giá 300 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 602 cho em nha. Chất vải là lụa hai tôn ấm kim các chị ơi. Còn hồng phấn là nó như vậy mới là hồng phấn đấy chị. Còn hồng đó là hồng dâu hiếm lắm ấy chị ơi. Những cái mộc đấy không có đâu. Chị biết Thái Tôn Ánh Kim mà, không phải là có là cứ thích làm đâu, các chị cũng có đâu. Nếu mà thật sự Thái Tôn Ánh Kim mà dễ làm mà lời nhiều, em nói thật với các chị chứ cả làng bán chứ phải mình em bán rồi mới chết. Em Mi Thúy Mai 602, Ngọc Hà 602, cả làng bán đấy các chị. Không, em hết rồi các chị ơi, em chỉ còn vàng thôi ạ. Chứ không phải mình em bán thôi. Nguyễn Lan vải áo mẫu mặc, Hồng Phạm 602, Nga Hoài 602, Chi Nguyễn Thu đào vàng, Dona Như vải áo mẫu mặc. Trời ơi cái mẫu 602 này nó 602 đẹp như vậy mà còn chê hả các chị? Thua. Hồng Duyên 602, mặt nó có một cái đẳng cấp rất là riêng luôn. Vương Nguyễn đào vàng, chẳng qua là may nhiều quá nó đau ví thôi chứ còn. Phan Thu Trâm đào vàng, còn 3 vàng. Hoa Nguyễn Thi 602, Hoàng Hiếu 602, Bê Tê Vũ đào vàng, còn 2 đào vàng. Rồi nha chị Thúy Hương, Hành Phương 602, còn một. Mấy ngày nay phở bò chén lắm chị ơi. Thảo Thảo vải áo mẫu mặc, mấy ngày nay phở bò chén lắm luôn. Bùi Ngọc Bích 602, hết. 300.000 một áo các chị ơi. 800 cho em, giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 800 cho em nha các chị nha. Vải áo mẫu mặc giá 300.000 một vải áo nha chị ơi. Sản phẩm này của
nhà em là đúng gọi là thể hiện sự đẳng cấp cho các chị luôn đó. Pháp Vương Nguyễn 800, Hồng Phạm 800, Hương Võ 800, Nguyễn Huệ 800 hai ảo, Diệu Hoàng 800, Lan Vũ 800. Jenny Nguyễn 800, còn hai. Thu Huyền Nguyễn 800, còn một. Thanh Hoàng 800 nữa em hết. Nguyễn Hải Đào Vàng, Đào Vàng còn một. Cần tú cầu và áo mẫu mặc. Các chị mà mặc mấy cái tông hàng của em, em nói thật xin lỗi với các chị, chứ các chị nhìn nó vậy thôi, chứ các chị may lên nó chỉnh chu lên á, mặc vô một cái là người mình tự nhiên rồi, nó sẽ rất là sang luôn á. Đây nè, ở đây nè, $300 một áo nha các chị ơi. 300.000 một áo cho em, 40 chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em nha các chị nha. Chưa may mà ướm lên mà người nó đã ôm cái form như thế này luôn, nó đã đứng như vậy rồi, các chị mặc là siêu siêu sang và đẹp luôn. Nhìn cho các chị nhìn rõ hoa văn. Nó nét, phải nói là nét căng từng cm luôn đó mấy chế ơi. 40 cho em nha. Emmy Thúy Mai 40. Lại Kim 40. Cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em các chị ơi. 300.000 một áo 40. San hô tím 40. Thanh Phú Nguyên 40. Kim Anh Lê 40. Giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 40 cho em các chị ơi. Cho chị một cái tròn phép tay dài đến pha lê cho chị, phong mai cho chị. Nguyễn Lan 40, Phương Thanh 40, còn 2. 1 20 nhưng mà Nguyên Phạm 40 xếp, còn 1. Đó là chai sữa tắm cho chị Trần Kim Cẩm. Hello chị gái. Chị ơi sắp sửa lễ cái linh hồn rồi đó, chị xin phép nhà mình lên đấy về sao báo cho em nha. Chồng xếp tay dài cho chị, bông ở dưới chân nha, đứng pha lê ở cổ cho chị. 120 cho em các chị ơi. Mai Hoa Nguyễn vải áo mẫu mặc. Emmy Thúy Mai 120. 300.000 một áo nha các chị nha. Hết 40. Hoài Hà vải áo mẫu mặc. Pháp Phương Nguyễn 120, Vương Nguyễn 120, Thu Huyền Nguyễn 120, Hồng Phạm 120, Nguyễn Huế 120, Lê Bạch 120, còn Diễu Phùng 120, còn một. Hương Võ 120 nữa em hết. Ôi. 300.000 một áo, 400.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 461 cho em nha các chị nha. Cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 461 cho em. 300.000 một áo, 400.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 461 cho em. Hôm nay Kim An Lê 461, tối nay sẽ tăng cường bán toàn hàng đẹp cho các chị không, hàng gọi là hàng cao cấp ấy, để cho các chị diện nha. Lê Bạch 461, Phan Thu Trâm 461, Thu Phương 461,
Hồng Phạm 461 còn hai. Anh chưa vải áo mẫu mặc. Còn ba em thôi. Eva Huỳnh 461 em còn cho chị ba áo chị Eva Huỳnh ơi. $300.000 một áo các chị ơi. 300.000 một áo cho em nha. 19 cho em chị Đào lấy thì các chị chốt 19 cho em các chị ơi. Mẫu này không những mà các chị may ở dưới chân mà các chị may trên ngực đẹp. Pháp Phu Nguyễn 19, Nam Cô 19. Dạ chị Ánh Dương ơi, đó là chai sữa tắm bên em tặng mình đó tình yêu ơi. Em Mê Thúy Mai 19. Cái màu xanh ve chai này nè, mặc cả 10 lần. Từ đến màu trơn em mặc cho đến em thiết kế lên cho các chị mặc rất là sang luôn. Nguyễn Huế 19, Hạ Trắng 19, Thu Huyền Nguyễn 19, Eva Huỳnh 19, 4 áo. Hết đi nè. 19 em hết nha. Em đến gần cho các chị xem cận cảnh kỹ lại thêm một lần nữa em nói. Cái mọc này nè chị, mọc này hiếm lắm. Em làm được có đúng một đợt duy nhất à, không phải mà không phấn đâu. Cho nên không có hàng lại đâu chị. Cái màu này là ngày Tết bán rất là nhiều luôn nè. Màu này nó gọi là màu hồng dâu, rất là sang. 300.000 một áo các chị ơi, 664 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 664 cho em. Vân Ngô vải áo mẫu mặc. $664 cho em, giá 300.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 664 cho em nha các chị nha. 300.000 một áo các chị ơi, 400.000 một bộ nha các chị. Quá đẹp luôn. Eva Huỳnh 6648 áo. Vân Tạ 664 còn 1. Hồng Kim 664 em hết. 300.000 một áo các chị ơi, 400.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 732 cho em nha các chị nhé. Này chị này, nhìn kỹ nè. Eva Huỳnh 732 năm áo, Hồ lấy 732. Phương Nguyễn 732. Tú Nguyễn 732 còn 2. Hồng Phạm 732 còn 1. Vân Tạ 732. Ôi ôi nó sang. Cái áo này ấy, chị Uyên chị may cho em á, em mặc em với chị Lan ở nhà kéo gần chết, kéo một kéo hai ba lần để cho nó giãn cái vải ra tại vì nó mới ấy. Giờ này em mặc á, không biết em đứng được cho các chị đến 3 tiếng này. Nhưng mà phải công nhận là cái eo nó nhỏ thật, nhưng mà trời ơi nó mệt lắm luôn các chị. Mỗi lần mấy đứa này nó kéo áo cho em nó mới biết được đứa nào phải kéo áo cho em rồi cơ. Đặc biệt anh Tiến thì em anh không có kéo áo cho em bao giờ hết. Đợt rồi ông kéo xong vất vả quá, toát mồ hôi lắm nè. Mặc áo dài như vậy sao thở rồi. Và đấy, thấy không?
cứ bảo đi, cứ bảo người ta sung sướng đi, người ta được mặc đồ đẹp đi. Rồi xong rồi cũng cái con kim nhà em, con thiên kim nhà em ấy, cái chị lần đầu tiên chị về chị mặc đồ tây mà chị ngồi kia kìa, chị đứng bắt đầu mấy lạng năm năm ngựa nó phè xuống cái đầu chị bảo trời ơi lạnh quá không chịu nổi được, trời ơi lạnh không chịu nổi được. Xong rồi lấy áo lấy gì mặc vào như con nhung á. Rồi đến xong rồi ngày đầu tiên chị đứng, chị bán hàng chị mặc áo dài, cái chị mà chị mặc đâu có ôm bằng em đâu, chị mặc là áo của em nhưng mà số đo của chị nhỏ hơn em cái nào cũng một phân ấy. Chưa được có 15 phút rồi chị gào lên, chị bảo cái này sao ăn mở máy lạnh gì đâu mà nó nóng quá. Xong bà đấy mà hiểu được cảm giác của chị ấy chưa, nó bảo giờ em mới hiểu rồi chị. Xong rồi ngày đầu tiên còn thấy xõa tóc, đến ngày thứ hai tùm hết lên luôn. Trời ơi nó đẹp này các chị ơi. Như vậy thì hỏi làm sao mà chịu nổi được trời. 300 ngàn một áo các chị ơi, 36 cho em. Các chị ơi đẹp không phải dễ đâu các chị. Các chị nhìn thấy mấy cô mà phẫu thuật thẩm mỹ gọn hàm, rồi cắt mí, rồi hút mỡ bụng, rồi tạo hình các kiểu. Xin lỗi với các chị chứ thẩm mỹ viện nó cứ quảng cáo với các chị không đâu. Xin lỗi các chị luôn đi. Các chị đứt có một tẹo cái tay đây này, còn la làng la xóm lên đây. Tự nhiên cái xương của mình nó đi gọt đi nè, cái mũi của mình tự nhiên nó mang vô đấy rồi nhèo nhèo nắn nắn này, bảo không đau. Không có nồi ý mà không đau. Ôi trời ơi, chỉ có nói phét là giỏi thôi. 36 cho em. Vân Tạ 36, Nguyễn Tâm 36, Xếp Thuyết Nguyên 36, Thanh Trịnh 36, Đinh Hồng Liệu 36, Thu Nga Trần 36, Hoa Hoàng 36, Văn Định 36, còn Nguyễn Tạ 36, còn 1. Đúng không? Còn 1. Cái nào rồi? Tâm Lạc 36 nữa em hết. Đứt có tí móng tay thôi, đứt có tí da tay thôi là làng lá xóm lên cái kìa ở đấy mà bảo mà không đau. Rồi nhiều chị đi hút máu bụng mà không đau. Em xin lỗi với các chị, cái bụng của các chị như vậy này, nó mang máy vô nó chọc 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 như vậy này. Cái lúc mà các chị ngủ các chị có biết cái gì, đến khi các chị dậy thử xem coi còn hết thuốc giảm đau thử xem coi có đau không. Ôi trời ơi, đấy đấy mà không đau chỉ có quảng cáo là giỏi. Đây lại một phiên bản mà chị hỏi nữa này, nhưng mà em làm trên màu hồng đẹp lắm chị ơi, mặc nó ẩn 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 đẹp hơn trắng trắng đen, tại vì trắng đen bán nhiều lắm rồi. Chị nào đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi nói cho em biết thử xem coi các chị có đau không các chị ơi. Đơn giản nhất là nhiều chị đi sửa mũi này, chị nào có đau không đứng nói với em là chị không đau nhá. Chị không đau rồi thì hàng mình đồng nhé sắt rồi đấy chị. Đứa nào sửa mũi, sửa mũi đúng không, cắt mắt đau không? Thốn. Đau mà nó thốn. Đây con bé này này các chị này, đi cắt cắt mí hả? Không đau mà nó thốn. Mình gượng mắt thôi. Cái chị nó đau tê đau. Bởi vậy cho nên mới bảo vậy này, trời ơi các chị ơi, đẹp mà bảo không đau là không có đâu. Những người mà cũng giống như hôm vừa rồi ấy, con Kim nhà em ngày chủ nhật nó ngồi nó bán bông tai cho các chị ấy. Xong rồi nhiều chị hỏi cách giảm cân ấy, xong nó ngồi nó nói với em coi like của nó mà em cứ bỏ ra em cười. Thôi các chị hỏi con bé đi giảm cân là gì, cả đời nó chẳng bây giờ biết giảm cân đâu. Nó thuộc hàng gọi là mình hẹp xương mai, nó có ăn đến vạn kiếp, nó không bao giờ mập đâu, nó biết giảm cân là gì đâu. Các chị hỏi giảm cân là các chị phải hỏi chế Tú này. Nó bảo vậy này, trời ơi chị Tú như em mà giữ được dáng như vậy cho các chị á hả, ngày chị ăn toàn là rau luộc mà còn không chấm nước mắm. Mày xào rồi mày, tao có ăn đồ ăn mặn mày, tao ăn rau thì tao trẻ khét gì là bò. Sự phốt phải áo mẫu mặc. Ủa hôm nay vậy ngày 8 mà bán chưa được bao nhiêu hết mà ngày 8 mà các chị, kệ nó đi các chị ơi. Kệ nó đi các chị. Có ngày đi bán hàng vừa đủ ăn là được rồi các chị ơi. Nhiều tiền quá, giống ông cà phê Trung Nguyên ông nói nhiều tiền để làm gì. Thôi ít thôi, 012 cho em giá 300 nghìn một áo cho các chị nhá. Chị nào lấy thì các chị chốt 012 cho em. Chị không biết làm đẹp không có gì là không đau hết mấy má ơi. Các chị ơi, em giảm cân là trải qua một cái quá trình là em đã từ thời em còn con gái ấy, là cái cơ địa của em nha, cái cơ địa của em là to con giống bố giống mẹ, cho nên là cái cơ địa của em rất là khó để mà có thể xuống cân. Nhưng mà em đã tập từ thời em còn con gái rồi, em xác định rõ ràng về cái ngoại hình của mình, và cộng thêm nữa là em hỏi với các chị này, em đứng trên đây bán hàng với các chị mà trong khi đấy em mặc áo dài. Một người đàn ông mà người ta vào người ta nói với em là nhìn thấy bà này mặc áo dài mà
xấu hổ cho phụ nữ Việt Nam thì các chị tưởng tượng là mình bị giống như gọi là tổn thương đến cái mức độ như thế nào luôn các chị. Mà trong khi đấy, hồi đấy em mới sanh con bé nhà em nha, đến bây giờ em nói vào thật sự là cái cảm xúc của em vẫn còn rất là xúc động. Chính vì cái lời nói đó, và đặc biệt nữa là cái vẻ bề ngoài của mình á, làm cho mình cảm thấy nó mình phải làm những cái gì mà người ta không nghĩ là mình làm được đâu các chị. Nghĩ mà nó buồn cười á các chị ơi. Trời ơi là trời. Trời đất ơi. Thu Nga Trần 0122 áo. Eva Huỳnh 0124 áo. Tư Tư Mắm 012. Chi Lê 012 nữa em hết. Cho nên là càng những cái lời nói mà đã thích mình đấy các chị, là mình càng phải hơn, có nghĩa là mình không cần phải nói. Dạ ok. Mà mình nên làm để cho người ta nhìn thấy. Còn những lời nói mà để mà gọi là, để mà gọi là nói móc mỉa hay là nói cái gì đó, các chị đừng quan tâm các chị ơi. Tính em không thích nói nhiều đâu các chị. Không thích nói nhiều đâu, thích làm thôi. Càng nói thì mình còn phải càng giỏi hơn nữa. Chốt đơn ha. Ủa, sao không treo lên thêm đi thăm? Quá trời quá đất đẹp chưa? Em nghĩ là trên đời của con hả? Còn một áo này. Nhung. Dưới nào mang ra vậy? Này nói nhiều quá xong bị xà lơ đúng không? Thôi tập trung bán hàng. Ui trời đất ơi, thấy không? Mua hàng thì ít mà chúng ta tám thì nhiều. Kim nào bỏ 012. 221 cho em các chị ơi. Bạch Dương vải áo mẫu mặc 221 cho em, giá là 300.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 221 cho em. Ít nhất phải mặc một cái nha, chưa đến lúc kế tú mặc đây. Em Mê Thúy Mai 221. Mấy dạng này là mấy dạng sơn thủy mới ra đây các chị. Mấy cái hàng thường không có làm được những cái màu sắc mà nó chuẩn chỉnh như vậy đâu các chị ơi. Nó là cả một nghệ thuật đấy mấy chế ơi. Cho em giá là 300.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 221 cho em nha các chị nha. Hòa Thúy 221. Đi làm đẹp không có đau không đâu. Không có 221. Không có đau đâu các chị. Nó chỉ đau thấu trời thôi chứ nó đâu có đau. Cỡ mà con bé nhà em ấy, mà em nằm mà nó thả cỡ mấy cái chai sữa tắm ở bên nước ngoài mà nó to chà bá khoảng ký rô chắc sửa 80 cái lần chưa nét cái mặt. Cháu Quỳnh Như 221. Nhá Phương Nguyễn 221. Chị ơi chốt đơn ngay và liền cho em nha. Cẩm Tú Cầu 221. Chị nhắn tin bên Messenger, bên em sẽ cho thông tin nhà may nha chị. Nhà may thợ may hả? Thợ may bên em có hai thợ, một là chị Tân Uyên, hai là Phong Trần, và em chỉ may của hai người đó thôi các chị ơi. 33 cho em, giá là 300.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 33 cho em. Em hợp thợ em giới thiệu cho hai người đó may cho em chắc cỡ khoảng chừng 5 năm rồi đấy các chị. Chùa. 33 cho em, giá là 300.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 33 cho em nha. Xem lắm luôn mấy chế ơi. Bên em đang bán lụa thay Tôn Ánh Kim nha chị. Em Mê Thúy Mai 33. Ba mươi ba này mà mặc quần một tím Huế là hết cái nước chấm luôn đấy trời. Vân Tạ 33. Thu Nguyễn 33. Minh Phùng 33. Sandy Trần 33. Quá
quần thì em bó tay chị ơi, quần thì chị hỏi hai người đó giúp em, chứ còn quần em chịu. Em không biết quần ống bao nhiêu đâu chị. Yến Đỗ 33, Mai Hoa Nguyên 33, còn 3, Hàng Em Trần 33, còn 2. Trúc Trần 33, còn 1. Chốt đơn mặc mà về mà chụp hình với dâu này, bác Vân ơi. 300.000 một áo các chị ơi. 169 cho em giá 300. Nguyễn Thanh 33 set. 169 cho em giá 300.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 169 cho em nha các chị nha. Trời ơi đẹp lắm các chị ơi. Đẹp lạ sang, mặc lên là sang lắm luôn đó. Vân Tả 169, Emmy Thúy Mai 169. Hồng phấn này không có hàng đâu các chị ơi. Hồng phấn chỉ có một mình nhà Tú làm cho các chị nổi thôi, chứ còn những cái hàng khác in nổi đâu các chị ơi. Nhà máy Tết in lên màu xấu lắm. 169 cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 169 cho Thu em. Thu Nga Trần 169. Chất vải là lụa thái tôn ấn kim các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 169 cho em nha các chị nha. Thay chị các chị mặc trơn đúng không? Nào, hoa văn điểm rất là nhẹ nhàng, mặc siêu sang luôn. Ba trăm nghìn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 169 cho em nha các chị nha. Nguyễn Trang 169, Yên Đỗ 169, mặc với quần đen. Bên 169, quần đen đẹp lắm luôn. Thu Thủy 169. Hương Hương 169. Còn 2. Vải áo mẫu mặt giá 300.000 một vải nha chị ơi. Hà Thị Thiết 169. Trời ơi. Khánh Hà 169 hết. Em hết. Ôi. Đẹp chua. 300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. 205 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 205 cho em nha các chị nha. Hàng các chị mua là hoàn toàn nhà em là hàng chuẩn công ty luôn á. Hàng nhà em tự thiết kế đó các chị ơi. Mẫu này mà may mặc của vest solo luôn, sàng lắm. Em Mi Thúy Mai 205, Hương Lê 205, Hà Huyền 205, Thanh Nguyên 205, Bùi Ngọc Bích 205, Vân Tạ 205, Anh Phạm Vân 205, Nga Hoàng 205, Phan Định 205, còn Nguyễn Hiếu 205. 205 em hết nha các chị ạ. Ba trăm ngàn một áo, 400.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 774 cho em các chị ơi. Ôi trời, 774 cho em giá 300 các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 774 cho em nha. Ôi trời ơi, 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 774 cho em. Vô cùng bằng. Cho em giá 300.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 774 cho em các chị ơi. Bích Ngọc 774, Kim Anh Nguyễn 774, Phan Định 774. Dữ vậy nè. Quá trời luôn các chị ơi.
Giá cho em là 300 ngàn một áo nha các chị ơi, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. 548 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 548 cho em các chị ơi. Này gọi là hết thước chấm luôn trời. Thuyết Nguyên 774. Em Mê Thúy Mai 548, Hồng Phạm 548, Hằng Hồ 548, Vân Tả 548, Hào Huyền 548. Cho em giá 300 nghìn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 548 cho em các chị ơi. À thì kết 548 nên là phải áo mẫu mặc. À. 300 nghìn một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 548 cho em. Ở ngoài của nó là một xăm cổ bình rất to hót chị. Nhìn kỹ nó này, nhìn là thấy nó đã đẹp. Xuất sắc. Thêm cho chị lại cho chị em cái thêm cho chị một em hồng nữa để cho các chị nhìn thấy, các chị thấy nó đẹp như thế nào. Riêng hồng phấn độc quyền có một mình nhà Tú làm cho các chị thôi. Mai sen, sen lắm. 172 phải áo mẫu mặc. 172 cho em giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 172 cho em các chị ơi. Nè. Các chị nhìn ở ngoài cái đường vải của nó có vân này, các chị nhìn rõ không? Quá trời quá đất như nghệ thuật trên áo luôn đấy chè. Sao mấy thanh niên mới không biết mặc đứa nào với đứa nào, giống nhau nhá. Mà cái phong cách mặc đồ nó cũng giống nhau. Còn kiểu một duy nhất, quần rộng cho áo mượn rồi. Loan Dương 548, Yến Đỗ 548, Thu Thủy 548. Ủa 548 còn có 3 áo, còn 2 áo rồi. Còn này là 172 đúng không? Eva Huỳnh 172 4 áo, Phương Võ 172, Hoàng Thị Mỹ Linh 172 xếp, Thanh Nguyên 172 còn 3, Chi Lê 172 còn 1 còn 2, Cẩm Vân Trần 172 còn 1, Phương Thúy Trương 172. Cho lại đây cho chị thêm đi Khang ơi. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ nha các chị nha. 753 này ở ngoài của nó chính xác là màu rượu chét á. Bảy năm ba cho em giá 300 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 753 cho em các chị ơi. Xem chưa, riêng bản thân cái màu này nó đã là rất đẹp rồi, hoa văn trời ơi nó siêu tây. Em Mê Thúy Mai 753, Vân Tà 753, anh Phạm Vân 753, Nguyễn Thiên 753. Hằng Hồ 753. Yến Phương Đỗ 753, Kim Anh Nguyễn 753. Còn đây. Ba trăm ngàn một áo, 400 ngàn một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 753 cho em. Nguyễn Chiến 753 còn 2. Sang không mấy chị? Tròn xếp tay dài được lắm. 101 cho em giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 101 cho em.
101 cho em dễ 300 nghìn một áo chị nào. Phương Trần 101 cho em các chị ơi. Súp lơ size 101. Set. Chị ơi chị lấy mẫu này chưa? Chưa lấy nhớ lấy nha. Đây đẹp lắm luôn. 505 nhưng mà. Linh nha 101 set. năm cho em dễ 300.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 505 cho em các chị ơi. MB Thúy Mai 505. Sandy Trần 505, Trần Chi 505. Đỗ Mai Mai 505. Cho em còn 3 chị nào lấy thì các chị chốt 505 cho em nha. 300 nghìn một áo, 400 nghìn một bộ các chị ơi. Bài áo mẫu mặt giá 300 nghìn một bài áo nha chị ơi. Tiên Lan Nguyễn 505. Em chưa. Trời ơi. 27. 27 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 27 cho em. Giá cho em là 300 nghìn một áo, 400 nghìn một bộ các chị ơi. Anh Phạm Vân 505. Mười Võ 27, Thanh Nguyên 27, Hương Nguyễn 27, Em My Thúy Mai 27. Chốt 824 cho em nha các chị. Vê Tâm Nguyễn 101. Là giá 300 một áo, quần em mặc là giá 230 một quần. Chị nào lấy thì các chị chốt 824. Lê Nguyễn 824. Quá trời quá đất xinh. Mai Phong áo dài 824. Và áo mũ mặc giá 300 ngàn nha chị. Giống như mấy cái sơ rê mà thay đính mà hoa 5D và những cái hoa nổ ngay chỗ eo tạo điểm nhấn các chế. 824 cho em giá 300 thì nào lấy thì các chị chốt 824 cho em nha các chị nha.
300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. Tiêu Lan Nguyễn 824, Ngọc Hà 824. Không nói gì nói nhiều chứ còn Thái Tuấn. Thái Vân 824. Thái Tuấn thật sự với các chị luôn đấy, em làm màu đen là nhiều nhất. Còn cho chị màu hồng cho cái xem. Mấy mẫu bên kia rồi. Chị Indo nay có phải 53 rồi chị. Bốn năm năm cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 455 cho em nha các chị ơi. 300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị mặc là gọi là xứng đáng đồng tiền bát gạo với các chị. Trời ơi cái hoa siêu xe. Tiên Trần 8242 áo. Chị bảo ai nói bị bể đường chỉ nhé. Có sơn cho các chị đến Thuy đoạn. Thuy ca 455 để đến được chỉ nhà em không? Hai áo. Không mấy. Hai áo. Hồng Phạm 4. Hồng Phạm 455. Thu Nga Trần 455. Thương Thúy Trương 455. Hoàng Thị Mỹ Lên 455. Thanh Chị 455. Nguyễn Thắng 455. Một áo 400.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 455. Hào Huyền 455. Còn hai. Nguyễn Lam Phương Thảo 455. Còn một. Yến Đỗ 455. Hết 455. Ui trời. Ơi. 503 cho em các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 503 cho em nha các chị nha. 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Chị ăn ngon thì bảo ngon chứ, ngon chứ, nhưng mà chị chẳng liếm cái gì. Ngon chứ, ngon chứ. Cái này trời ơi đẹp quá. Quá trời quá đất rồi các chị ơi. Cho em dễ 300, chị nào lấy thì các chị chốt 503 cho em các chị ơi. 300.000 503, 400.000 một bộ nha các chị nha. Mai Phong áo dài 503, Du Nguyễn 503, Nguyễn Huyền 503. Ngọc Trông đá vải áo mẫu mặc. Về cho pin nó chụp hình. 300.000 một áo. Hồng Duyên 503 set. Năm 503 cho em giá 300 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 503 cho em các chị ơi. Thêm cho các chị một con phong biển chị cò cho các chị. Đây là màu sáng đẹp lắm luôn á. Phạm Quyên 503. 300.000 một áo, 400.000 một bộ. 794 cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 794 cho em các chị ơi. Bó móc rồi đó, mà soạn hàng đi chứ cái này bán mình con đèn đã bỏ phiếu cũng còn được chứ đừng nói. Mấy ngày nay bán hàng kia nhiều rồi, hôm nay tạm ngưng đi bán. Thôi, chỉ có Nguyễn 794, Thúy Hồng 794. Cho nó sang các chị ơi, cho nó đẹp các chị ơi. Đồng tiền bát gạo. Không phải 794. Nhà Mai Kim Kim 2 áo 794. Tổng tiên 503. Cho em 1 áo 794.
thuế 794. Quyên thuế thêm một áo 794. Còn 3 300 nghìn một áo, 400 nghìn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 794 cho em nha các chị. Sang chưa? Vừa sang nè, vừa lạ nè. Ôi mặc lên là đẹp lắm. Hiền Thanh 794. 055 cho em, dễ 300 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 055 cho em. Thái Tôn ăn kim mà cách chế nhà mình còn chưa lựa được nữa thì khỏi mua vải khác đi các chị ơi. Lấp lắm, lấp lắm. Thúy Hoa Lê 794. Em Mi Thúy Mai 055. Chi Lê 055. Lấp lắm long lăng. Hà Trắng 055. Nhà May Kim Kim 055. Thúy Hương Lê 055. Phương Nam 055. Em còn 3, chị nào lấy thì các chị chốt không. Thanh Hà Nguyên 055, Thanh Nguyên 055, Phương Võ 055, em hết ạ. Muốn kiếm một em thổ cẩm hãy về đội của em. Chút đơn làm trên mộc màu hồng, cái hoa văn chỗ này nó ứng rất là đẹp luôn. 013 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 013 cho em. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Giá cạnh Phương Nhi vải áo mẫu mặc. Famadia 013. Nhà May Kim Kim 013. Em Mi Thúy Mai 013. Cho em giá 300 nghìn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 013 cho em nha các chị nha. Mấy ngày nay bán mấy hàng kia các chị nhiều lắm rồi, Tơ Tầm cũng bán nhiều rồi, Thái Tuấn cũng bán các chị nhiều rồi, giờ chỉ mặc qua cái này thôi các chị. Màu trơn cũng mặc nhiều lắm luôn rồi, 4D cũng bán rồi, cái gì cũng bán rồi. Bây giờ mà không lựa được cái này mặc nữa rồi nghỉ luôn, chốt đơn. Một chặp 300 nghìn một áo, 400 nghìn một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt. Nguyễn Phạm 013, Nguyễn Trinh 013. Mặc cái này lên là nó có một cái đẳng cấp rất là riêng biệt luôn ấy. 300 một áo, 400 một bộ cho em các chị ơi. Một 176 cho em, giá 300 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em nha các chị nha. 300 nghìn một áo, 400 nghìn một bộ. Miễn phí ship toàn quốc cho mình nha các chị ơi. Em Mi Thúy Mai 176. Một 176 cho em, giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em các chị ơi. Thanh Nguyên 176. Mỗi chị mua một áo thôi là được. Phương Trần vải áo mẫu mặc. Nguyên Phạm 176. Một áo thôi là đã quá đủ rồi, đã quá đẹp rồi. Mấy ngày nay chị mua mấy hàng kia nhiều rồi. Tú ơi, like Thái Tuấn ăn kim đi. Trời ơi, một lần mà bán cho các chị bán mấy chục mẫu một là các chị biết là gom biết bao nhiêu ngày mới có luôn.
176 cho em, giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 176 cho em nha các chị nha. Cái mẫu này cũng vậy này, đợt trước phải nói là thuê ra 176. Hình như là mình chưa được mặc thì đúng hơn. Vân Dương 176, Lê Hà 176. 3 số 2 cho em, giá 2300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 2 cho em. Nguyễn Xuân Thanh 176 xếp. Bên mình chưa có hàng đâu các chị ơi. Không, chị nào lấy thì các chị chốt 3 con số 2 cho em nha các chị nha. Thanh Thanh Lê Thi 3 số 2. Giá cho em là 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 3 số 2 cho em. Quần hôm nay em có bán rồi chị, nếu chị có mua vải áo thì chị mã số cộng xét cho em luôn. Còn nếu các chị chỉ mua đơn hàng quần không thì bên em không có bán các chị ơi. Hoa Hoàng 3 số 2. Lúc nào em đã bán cho các chị, em tranh thủ em bán cho các chị, không những em bán mà em còn giảm giá nữa cơ. Cho nên em có nói với các chị là em bán hàng nó có một cái cách rất là riêng biệt luôn á. Nhiều khi các chị muốn mua nhưng mà lúc đó thời điểm nó không có soạn đơn được cho nên không có bán được, các chị ơi thông cảm giúp em nha. Lúc nào mà em sắp xếp được là em sẽ bán cho các chị đa số. Bán 2 ngày trời, ngày thứ bảy thì các chị nhớ không? Trưa thứ bảy tới tối thứ bảy. Tính ra nguyên mà vải đấy các chị may quần không là cả hơn 1.000 áo luôn đó. Giá của nó là rất là mềm mại luôn rồi, không mua được nữa là bỏ tay. Không 037 cho em, giá là 300.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em nha. Còn trừ khi chị mua áo ấy, thì em cấy quần cho mình thôi, chứ còn bên em không bán đơn hàng quần không nữa các chị ơi. Ngày nào em chẳng bán ngọc trai rồi bán các thứ cho các chị quá trời luôn đấy, thay các chị mua về các chị may quần mặc cũng đẹp vậy. 037 cho em, giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em nha các chị nha. Sang lắm luôn đó. Cái mẫu này nè, trời ơi may xong hai cái cửa tay nó có cái này nè, lấy có bằng tới đây thôi, cứ lên tới trên này thôi, lấy cái cửa tay ở đây thôi. U là trời ơi, chút chấm luôn. Ngàn một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. Thành phố Nguyên 037. Chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em. Bán mà bán nguyên một ngày luôn đấy, bán mà hôm thứ bảy ấy, em bán là tính ra như vậy các chị nhà em đếm trên 1.000 áo luôn đấy. Bích Tuyền 037. Thuy Vang 037. Nan Ngô 037. Mai Loan 037. Cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 037 cho em nha các chị nha. 300.000 một áo, 400.000 một bộ mấy xế ơi. Sang lắm lắm luôn đó. Bảy 40 cho em này các chị nào lấy thì các chị chốt 740 cho em nha các chị nha. Thay vì các chị mua áo kia trăm mấy chục ngàn, các chị mua ba cái, các chị mua một cái duy nhất thôi, may cho nó xứng đáng. Nguyễn Huế
740, Emmy Thúy Mai 740. Cái này gọi là duyên luôn đấy. Nhà Mai Kim Kim 740, Hạnh Hiếu 740, Nương Ngọc Nguyên 037. Chi Lê 7, Chi Lê 740. Hồng Phạm 740, Hương Nguyễn 740 xếp. Nguyễn Huế thêm một áo 740, Mai Phong áo dài 740. Yên Đỗ 740, Vân Dương 740 xếp. Em hết nha các chị ạ. Đẹp phải nói là rụng tim luôn. 300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. 896 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 896 cho em. Hoa ví dụ em làm cho các chị này mà em phải lựa cái hoa đúng vào cái tông cho các chị luôn. Nó không có quá màu sáng, là không có xanh đỏ tím vàng đâu các chị, rất sang luôn. 896 cho em giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 896 chứ. Không cần đâu Hoan ơi, bữa nào chị mặc lại đi, không cần đâu. Emmy Thúy Mai 896, Hồng Phạm 896. Nhà Mai Kim Kim 2 áo 896. Nguyễn Thị Thanh Xuân 896 xếp. Nguyễn Huế 896. Còn 3. Cho chị cái bộ đen hoa tím. Hà Ngàn 896, Kim Loan 896, Thúy TM 896 nữa em hết. Không bao giờ làm xanh đỏ tím vàng cho các chị nếu mà dòng Thái Tuấn này. Bao giờ luôn. Cái này các chị mặc là phải sang nha. Còn sáng là nó phải trẻ. Chốt đơn 60 cho em, giá 300 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 60 cho em nha các chị nha. 300.000 một áo, 400.000 một bộ. Con ơi cho chị cái sám kia đi thôi. Sám bán cho các chị rồi. Mấy cái áo này của em á, các chị mặc màu trắng cũng đẹp luôn chứ đừng em nói. Em đi Thúy Mai 60. Hồng Phạm 60. Trung Dư 60. Truyền Đàn 60. Văn Cẩm 60. Các chị mặc bồ chay cũng còn đẹp luôn chứ đừng nói đâu. Phương Nam 60. Uyên Nguyễn 60. Còn 2. Thu Trang 60. Còn 1. 300.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 60 cho em nha các chị nha. Mặc bồ chay cũng còn đẹp luôn chứ đừng nói đâu các chị. Các chị mặc cái áo lên là tự động nó sẽ sang ra. Đâu nhất thiết là cứ phải màu tím đâu các chị ơi. Ôi trời ơi. Đẹp lắm. Đẹp nhưng mà đẹp sang. 015 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 015 cho em. 300.000 một áo, 400.000 một bộ các chị ơi. Media 015. Trên một áo 015 đó chị. 60 em hết rồi các chị ơi. Chi Lê 015. Thuy Vang 015. Hà Trắng 015.
Yến Đỗ 015. Con đâu vải áo mẫu mặc. 015 cho em, dế 300. Lan Ngô 015. Con Kênh Kiệt 015 xếp. Trời, tại sao vậy? Tiền lên. Chốt đơn đi mấy đứa ơi. Chốt Nguyễn Tuyền 015. Tròn xét tay dài nha. 201 cho em, giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 201 cho em các chị ơi. Vân Dương 015. Ủa 015 hết rồi mẹ. Hết rồi. Chị Vân Dương 015 em hết rồi nha. Em Mi Thúy Mai 201. Hồng Kim 201. Phạm Quyên 201. Jerry Nguyễn 201. Hà Ngàn 201. Maria Kim Ngọc 201. Còn 3. Hoa Hoàng 201. Còn 2. Minh Nguyệt 201 xếp. Còn 1. Chị thấy ở trong kia nó có cái mẫu gì bộ tím kè để thăm. Hình như chị còn cặp tay Thái Tuấn ám kim đen ở trên kia đúng không? Rất là lạ, rất là độc, rất là sang luôn. Phương Trần 016, Bích Ngọc 016, Hồng Phạm 016, Nguyên Phạm 016. Thiên Thanh Quang 016, Phạm Quyên 016. Phục Đen 016. Thiên Thanh Quang chị em như một em Mi Thúy Mai 016. Còn 2. Nguyên Phạm 016 xếp. Còn 1. Phương Vũ 016 nữa em hết. Không bao giờ em nghĩ tím càng nó đẹp như vậy luôn. Mấy tế ơi, thêm cho em cái quần màu tím, tím Huế nữa. Tím Huế ăn kim á. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em các chị ơi. Cái mẫu này nó nằm ở trên ngực đó chị. Ôi, duyên lắm lắm luôn nha mấy chế ơi. 103 cho em, giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 103 cho em. Ở ngoài là đúng chuẩn tính kè luôn đó. Em Mi Thúy Mai 103. Hồng Phạm 103. Chi Lê 103. Nguyễn Huế 103. Nhà Mai Khuyên 103.
Lê Quyên Trần 103. Thu Nguyễn 103. 03. Ái Nhân Lê Thị 103. Còn 2. Có màu ngọc này, làm luôn bộ sưu tập đi chị ơi. Nhưng mà màu ngọc thì lại không mặc với quần ngọc, mà chị lấy quần màu xanh lá của ảnh phim của nhà em ấy, chị mặc vô, ôi là trời ơi, nó lạ lắm luôn và nó đẹp lắm luôn đó các chị ơi. 594 cho em, giá 300 luôn. Chị nào lấy thì các chị chốt 594 cho em luôn nha. Các chị mặc mấy cái này mà không trẻ, khỏi cần trả tiền cho Tú luôn á. Yên đấu 103 set. Còn 2 này. 594 cho em, giá 300 nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 594 cho em. Eva Huỳnh 5943. Eva Huỳnh 5944 áo. Còn 2. Nguyễn Huế 594. Còn 1. $300.000 một áo, $400.000 một bộ các chị ơi. $300.000 một áo, $400.000 một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 191 cho em nha các chị nha. Như một giải ngân hàng. Nhìn cái hình nền của nó thôi là đã thấy nó sang hết, nó chấm rồi. Này các chị thấy không? 191 cho em, giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 191 cho em các chị ơi. Phong Phạm 191. Em Mi Thúy Mai 191. Mai Phong áo dài 191. Thảo Vũ 191. Hồng Chi 191. Vân Dương 191 set. Hôm tối qua em 5 giờ thiếu 5 em mới ngủ. Em lướt phở bò, em thấy nhiều chị mặc áo dài ấy. Em nghĩ trong bụng thôi nha, nhưng mà cái này không phải là kiêu ngạo đâu các chị, mà là thật sự luôn ấy. Em không bao giờ nghĩ mà những cái hoa văn như vậy ấy, mà người ta có thể may áo dài được. Em thấy lạ lắm luôn ấy các chị. Ôi nó kỳ lắm luôn các chị ơi, nó cực kỳ kỳ quặc luôn ý. Thưa Phó 191, Chín Tơ 191. Còn 2. Thuyết Nguyên 191. Hỏi sao mà các chị nhìn vải mấy người bán mai mà các chị không mê mấy hàng thiết kế cho được. Trời ơi các chị ơi, làm hàng thiết kế cực lắm ấy. Và chỉ có những người bán line mới cập nhật mẫu nhanh cho các chị thôi, chứ ở ngoài chợ mà các chị ra kiếm mấy cái áo thiết kế nó hay thế nào ấy các chị ơi, nó buồn cười lắm luôn. Thiên Nga Bùi 191. Em bảo thì không biết làm sao mà các chị có thể mặc áo dài mà cái hoa nó kỳ quặc lắm luôn ấy các chị ơi. Cái khoe nó bày này cái chị, tự nhiên cái chỗ này này cái chị đấy, chị đã thấp thì chớ nha, chị thấp chắc khoảng 1.5 m à. Cái khoe tự nhiên nó còn cái khoe ngay đây này các chị, xong tự nhiên nó có cái sọc. Mà đã vậy cái tỷ lệ cơ thể của chị nó không có cân đối, cái chị nó bị thấp quá, đâm ra cái sọc nằm ngang ấy, nó lại không nằm ở eo đâu các chị, mà nó nằm ở lưng lửng ngay ở đây này, lại tôi nó hay lắm luôn á. Em bảo bên này tại sao lại còn em không nói về chị mặc xấu hay mặc đẹp, nhưng em nói cái khoe cái chị. Trời ơi, tại sao lại có cái hoa mà lên áo dài như vậy được, kỳ thật đấy chứ. Không thể tưởng tượng được luôn ý. Chứ em không có chê chỉ mặc xấu nha. Em đang nói ở đây là cái hoa, tại sao là người ta có thể lên áo dài để cái hoa đấy được thì kỳ lắm luôn. Cái người bán đấy cái chị. Chứ các chị thì mỗi chị mỗi sở thích, mỗi người mỗi khác nhau, thì em không có nói về hoa đẹp hay hoa xấu. Mà là em đang nói cái hoa đấy tại sao lại thiết kế lên được thì nó kỳ cục lắm luôn ấy.
192 cho em giá 300. Chia lê vải áo mẫu mặc. Chị nào lấy thì các chị chốt 192 cho em nha các chị nha. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Một áo 400.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 192 cho em nha các chị nha. Haru Nguyễn vải áo mẫu mặc. Tự nhiên cái hoa nó rất là vô duyên luôn, tự nhiên nó còn cái hoa tròn ổng ngay ở trên cái chân ngực của chị này, trên này này. Xong tự nhiên được cái sọc nó lại nằm ngay ở dưới đây. Ôi, nó không liên quan gì tới nhau luôn đấy trời. Mà em nhìn vải đấy em biết là vải gì liền tức thì à. Các chị có biết mấy cái vải tằm Ý mà hồi xưa mà tụi em hay bán bộ nhiều không? Mấy cái đấy giờ người ta bán áo dài máy sẵn nó nhiều lắm các chị ơi. Nhiều lắm. 192 cho em giá 300 ngàn một áo nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 192 cho em. Tuyết Hồng vải áo mẫu mặc. Những cái hoa văn như vậy này, các chị mà để được cái người thợ may mà người ta căn đúng cho các chị luôn là các chị mặc vào người các chị nhỏ xíu. Không? 716 cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 716 cho em các chị ơi. Bởi vậy sỏi sao mà các chế như các chị nhà mình không mê vải. Gallery Lê 716. Jerry Nguyễn 716. Ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 716 cho em các chị ơi. Phai Maria 716. Mai Phong áo dài 716. Hà Ngàn 716. Lê Nguyễn Thi 716. Còn 3. Thái Sơn 716. Còn 2. Nhà Mai Phương 716. Còn 1. Hoa Trần 716. Em lên cho các chị một mẫu màu trắng này. Các chị mặc cho nó chỉnh chung cho em. 158 cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em các chị ơi. Chị ơi. 158 cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt một vải áo mẫu mặc em các chị ơi. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Cái mẫu này là mẫu áo chị mặc của đợt trước. Ủa không phải, cái này hoa văn khác. 158 cho em giá 300, chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em nha các chị nha. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Cái này chị Vân Mai như, đẹp. Như mì 158 xếp. Áo của chế Tú ấy. Nguyễn Huế 158 mê áo. Chị Vân Mai mặc trước luôn. Mặc trước chế Tú. Thật qua là chế Tú không mặc đâu chứ chế Tú may trước chế Vân lọc. Nhưng mà chế Vân mặc trước chế Tú. Thấy cái phần mềm này nhà mình nó giống như là nó xà lơ ấy, cái lúc mà ế thì nó để ế in quay nó không ra luôn. Nhưng mà cái lúc đó vô 158 thì giống như nó sợ ấy. Học hàng vải áo mẫu mặc. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 158 cho em nha. Đây này, cái lập thể Nguyễn 158 xếp. Còn có mấy áo à, các chị lấy đi các chị ơi. Đẹp tuyệt vời. Sạc lắm luôn á, 95. Nguyễn vải áo mẫu mặc.
95 cho em, dĩa 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em nha các chị nha. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Có năm mà Nhung ơi. Hết rồi. Em Mê Thúy Mai 95. Yeah, em cảm ơn chị Nguyễn Thảo. 95 cho em, dĩa 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 95 cho em nha các chị nha. Hoa nó rớt từ trên xuống giống như những cái hoa của hoa anh đào đó. Đó thì đến 158. Hoa anh đào mà mùa Phương Bình 95. Mùa hoa anh đào ở bên Nhật ấy, rớt từ trên xuống trời ơi. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Chị nào lấy thì các chị chốt 619 cho em các chị ơi. Loan Út 95. Hai áo 95 đúng không ạ? Còn hai. Hoa anh đào á các chị. Sang lắm. 619 cho em, giá 300 nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 619 cho em. 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ các chị ơi. Tạo cảm giác người mà nó thon thả lắm. Nó rất là nghệ thuật luôn ấy. Vô tên với 619. Ngọc Liên phải áo mẫu mặc. Nguyệt Trần 619. Cái này các chị phối quần một sáng lên cho em. Ví dụ như là hồng dâu, hồng phấn, da, yeah, trắng, kem đều sáng đẹp lắm các chị ơi. Chị ra 619. Cho em giá 300. Chị nào lấy thì các chị chốt 619 cho em nha các chị nha. Áo thì tối chưa khuyết điểm, nhưng quần sáng lên là áo tự động sẽ sáng và rất là sang. Tốt đơn. Yeah. Thấy không? Mềm màu hồng này. Đi với lại màu cam cháy này. Chuẩn chưa? Cái hoa của nó này. Ui là trời. Các chị ơi, 140 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 140 cho em. Giá cho em là 300 ngàn một áo, 400 ngàn một bộ. Các chị ơi, Thái Tuấn Anh kim hồng siêu hiếm của nhà Tú luôn đấy các chị. Từ Sài Gòn chị lên 3 tiếng chị ăn phân à. Tiệm Phong Trần ở gần shop em luôn ạ. Mới tháng 10 này được nghỉ nè, lên may đi chị. Được nghỉ đi lên may, Phong nó đo số đo lại cho chị cho nó chuẩn luôn, chị may cái áo dài cho nó đẹp. Các chị ơi, cho dù may online thì may online chứ nếu mà được đo một lần là người ta sẽ biết được cái khuyết điểm của mình nằm ở đâu, người ta khắc phục cho mình nó vẫn đẹp hơn. Kệ nó, lâu dài mà lâu lâu bỏ thời gian ra 3-4-5 tiếng đi lên đo cái rồi là mai mốt nè. Các chị cứ vậy may thôi. Em Mê Thúy Mai 140 set. Người thợ may mà người ta được đo cho các chị, người ta cũng yên tâm, người ta tính tay, người ta đo mỗi người cặp một cái cách đo khác nhau, người ta đo nó cũng được. Trời ơi đấy, các chị thấy chưa, các chị thấy chưa, cứ bảo ôi mai mốt chị về tới Việt Nam mà chị lên Phan Men Tú nhá. Trời ơi, nói như đinh đóng cột vậy. Việt Nam nói là làm rồi xong, làm đi đâu. Nghe thấy tới về tới Việt Nam, cái nghe những người Việt Nam nói là định vị Google ấy, lên tới nhà em 3 tiếng với 4 tiếng ngồi xe, cái ai cũng rồi nản luôn. Hùng Lưu Nguyễn phải áo mẫu mặc. Ủa từ hồi nãy được vẫn nói gái quê không ai tin thì trời. Cái quê chính hiệu luôn, em ở miền núi đấy các chị ơi. Mà em còn ở, thay vì như là Bảo Lộc nè, Bảo Lộc còn lên được thị xã nha. Chỗ em ở là không được lên thị xã nha các chị. Rồi khu du lịch là các chị lên tới Đà Lạt này. Em nằm nó ở cái khúc giữa, cái khúc trũng nhất đấy các chị. Đấy, thấy chưa, không chịu tin. Tâm Minh Nguyễn 140 xếp. 140 cho em, giá 300. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 140 cho em nha. Nhà em Kim nhà em nó còn miền núi rứ 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 luôn ý.
gọi là tiếng chày trên shop bom bo luôn đấy. Thúy Phạm 140. Các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 140 cho em nha các chị nha. Em lên cho các chị thêm một cái thổ cẩm nữa nha. Lên đi chị Ánh Vân ơi. Lên may đi chị. Nhà chị Uyên với nhà Phong cùng một đường à. Chị Uyên ở ngoài, Phong ở trong chút xíu, cắt khoảng chừng chục căn nhà là tới. $300.000 một áo, $400.000 một bộ, 652 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 652 cho em nha các chị nha. Diễm Trần 140 set. Không phải là các chị không thấy nó đẹp đâu. Cái lượt xem của các chị rất là đông luôn á. Nhưng mà bác không có cho phép, cho nên mỗi người chỉ mua được một cho tới hai áo thôi. Đấy, chứ không phải là không đẹp đâu. Đẹp lắm. Các chị nhỉ? $300.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 652 cho em các chị ơi. $300.000 một áo, $400.000 một bộ, chị nào lấy thì các chị chốt 652 cho em. Cái hàng Thái Tuấn Anh Kim này, là thiết kế này này, thật sự luôn đó, mà em mà lời nhiều với các chị thì chắc là các chị mua ở khắp nơi. Ông ba chốt 652 hả? Qua nha. Đi đi chị, may một lần đi cho biết. Hả? Còn hai áo. Còn. Ủa? Thanh ơi, cái màu trắng ở đây đâu rồi Thanh? Còn mấy? Mấy áo? Ok. Bây giờ các chị ơi, em bán cho các chị khoảng chừng 5 mẫu hàng. Hàng gọi là hàng giá bình dân cho các chị mua nha. 130.000 một áo thôi. Rất là đẹp. Lần nào mặc cũng rất là cháy hàng luôn. Rất là bình dân luôn á. Giá 130.000 nhưng mà lên form áo dài rất là đẹp luôn. Xuất sắc chưa? Bán cái chỉ 5-6 mẫu thôi ha. Chốt đơn cho em giá 130 các chị ơi. Số 10 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em ha. Form 130.000 một áo mà còn được miễn phí ship nữa. Trời ơi. Tại mà lẩu luôn như thế luôn. Quá trời quá đất cả vàng luôn. Vậy chứ không mặc thôi, chứ mặc cũng vài trăm cái, chuyện bình thường mà. Số 10, con số gì ra? Số 10. Chốt đơn thì các chị nhà mình ơi. Tham Vũ số 10. $130.000 một áo nha các chị nhá, miễn phí ship cho các chị. Chị nào lấy thì các chị chốt số 10. Bích Thủy số 10. Bích Nguyễn số 10 3 áo. Lan Hương số 10. $130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt số 10 cho em. Ánh Vân số 10.
7. Kim nào bỏ số 10. Còn này mà mặc thêm cái quần sắt đọt chuối của nhà Tú đó là hết lớp chấm luôn. Chúc Chi số 10. Còn 5. Giờ mới bắt đầu lên vải này đó chị Bích Nguyễn. Này mà mặc thêm cái quần sắt đọt chuối và lụa sofe nhà Tú nữa là hết lớp chấm luôn. 570 giá 130 ngàn một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 570 cho em. Rồi Nam Phương nha chị em ba thầy. Nam Phương với Thượng Uyển đợt này rất là dày dặn, đẹp lắm chị ơi. Nam Phương với đẹp ngang ngửa với cái Diamond luôn. Còn 4. Nguyễn Khánh Hòa số 10. Còn 3. Tú Đạo 570. Cô Ngọc Bích 570. Bích Nguyễn 570 6 áo. Vương Hương 570. Còn 1. Tiền Phát 570. Hết. Thanh Nguyên số 10. Còn 2. Toàn là mẫu sang về cho chị làm hàng không. Giá có 130 ngàn là chị ơi. 194 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 194 cho em. Đợt này nó dày nhưng mà nó đan tay đẹp lắm chị. 194 cho em, giá 130 ngàn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 194 cho em. Sàn hả? Quá sàn. Ok chị biết nhớ còn số 10 còn nhiều lắm. Còn 2 em. Dày ngang ngửa với Sirayman đấy. Không tin. Eva Huỳnh 1944 áo. Xuất sắc luôn đấy. Tú đã nói là chưa bao giờ. Nguyễn 194. Nguyễn Nguyễn Thi 194. Hà Huyền 194. An Tân Nguyễn 194. Bích Nguyễn 1944 áo. Còn 2. Chị Eva Huỳnh 194 em còn thêm cho chị 2 áo hả? Dày ngang ngửa với lại thái siêu diamond luôn đấy. Các chị quen em cả bao nhiêu năm trời rồi, trời ơi. Em là gọi là một đứa siêu uy tín luôn. 567 cho em, giá 130. Chị nào lấy thì các chị chốt 567 cho em nha các chị. Nó đẹp quá hết trời. Sàn cốt. Có Nam Phương xám luôn á. Này mà may quần Nam Phương xám cho khách nữa là hết sợi con bà bảy luôn. Em bao hồi 5674 áo. Nhi Hiên 567, Hiền Phan 567, Kim Nở Võ 567, Bùi Ngọc Bích 567, Bích Nguyễn 567 6 áo. Bốn lẻ bốn sáu. Ngàn một áo nha. 728 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 728 cho em. Mấy cái mẫu hàng gì nè? Nguyễn Hàng vải áo mẫu mặc. Là em làm bên cái nhà máy của Thái Tuấn á. Các chị cứ chị làm hàng chị em làm hàng chị biết mà. Làm hàng rất là chất lượng, may vô cái đường kim nó không có hề bị như là những cái hàng thường đâu. Ủa cái đó còn à? Còn áo này bỏ vô cho chị Bích Nguyên. Còn cái đó luôn chị em đang còn thiếu. Còn cái này. Mấy đứa này lôi hàng đi, chả nói câu nào vậy. 728 chốt đi Nguyên ơi. Cơ Lưu 728, nhà Mai Khuyên 728, Bích Nguyên 728 4 áo. Bích Thủy 728. Giá còn 130 ngàn một áo thôi các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 728 cho em nha. Em lên nhanh lắm. Em lên cho mấy chị bố. Nguyễn Thanh 728. Phương Thanh 728. Giá này em bán là đủ. Một tím đi chị. Tím Huế. Phương Khuất vải áo mẫu mạc. Giờ đang vào mùa á.
107 cho em, giá 130 chị nào lấy thì các chị chốt 107 cho em. 130 ngàn một áo các chị ơi. Chúng không có bực như hoa của nhà mình khác đâu các chị ơi. Xuất sắc. Chốt cho em 728. Một không bảy. Bùi Ngọc Bích 107, nhà Mai Khuyên 107, Thiền Phan 107, Nhi Hiên 107, Thanh Nguyên 107, Liên Nguyễn Thi 107, Bích Nguyễn 107, 8 áo. 2, 4, 6, 8 em. Phan Thị Minh Hiếu 728. Còn một áo các chị ơi. Việt ơi, bỏ cái chữ Việt đây. 439 cho em, giá 130.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 729 cho em. Màu này ở ngoài, ở dưới của nó là 193 đấy chị. 439 cho em, giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 439 cho em. Huỳnh 439 4 áo. Bích Nguyễn 439 4 áo. Nga Trần 439. Áo dài Ánh Hồng 439. Tuyết Nguyễn 439. Mai Loan 439. Thảo Vũ 439. Còn 2. Bùi Thị Hiền 439. Ôi hết hết. 130 ngàn một áo thôi các chị ơi. 130.000 một áo nha. 130.000 một áo 408 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 408 cho em. Còn được miễn ship ship nữa chứ. Thầy ơi. Vẻ áo có mặt giá 300 ngàn một vẻ nha chị ơi. Nhà Mai Khuyên 408. Tú 408 set, Thanh Vũ 408, Trang Trâm 408, Ti Đoàn 408. Nguyễn Minh Thiện 408, Trần Nga 408. Tất cả đằng sau đều là thái tôn ăn kim hết chị. Nam Cô 408. Tất cả đằng sau đều là thái tôn ăn thảo 408 set. Có nhà này em làm được màu sáng thì đẹp lắm này chị Eva Huỳnh ơi. Màu này rất là tây luôn. 030 giá 130 nghìn. Cái màu này khó làm lắm chị. Khó làm lên trên cái này lắm, nó ra cái màu kỳ lắm mà công nhận được này đẹp thật sự. Phương Quốc 408. Dạ ok chị Bích Nguyễn. Nguyễn Thị Thuận vải áo mẫu mặc. Thanh Nguyên 030. Hồng Hạnh Trần 030. Nguyễn Hương 030. Cái tiêu Đức Nguyễn đấy. Ghế hồng đó, cái thứ hai, mẫu thứ hai. Thu Hàng Nguyễn 408. Hàng Nguyên 408.
Huỳnh Như 030, Nguyễn Điều 030, Hồ Việt Hồng 030, nhà Mai Khuyên 030, Nguyễn Thúy 030, Kim Chi 030, Tết Tuyết Trần 030, Hồng Đàn 030. Còn 3. Thu Hằng Nguyễn 030. Còn 2. Bảy một bốn cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em các chị ơi. Chị chụp lại màn hình đi, chị đánh dấu đi chị. Nguyễn Oanh 030. Còn 1. Tổ cầm xăm lá. Còn 4 nè. Bảy một bốn cho em, giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 714 cho em các chị ơi. Hoa Tạo 714. Nhà Mai Khuyên 714. Làm tiếp mà làm hết cả ba. Quá trời. Không lấy thì em quay luôn nhá, em nhanh lắm. Em bán hàng nhanh gọn. Thân học 7142 xét. Em bán hàng cho các chị nhanh gọn lẹ lắm. Có đứng xà lơ lâu đâu nhỉ. Em làm này mấy chục mẫu. Nguyễn Thị Tấu 714. Mười bốn cho em, giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 14 cho em các chị ơi. Lựa qua một lần con mắt tủy lựa cái túi rồi. Giờ các chị chỉ thích thì chốt đơn thôi chứ còn. 14 cho em, giá 130 chị nào lấy thì Bích Nguyễn 7142 áo. Tại vì các chị biết sao, với cái giá này thật sự luôn đấy, có hỗ trợ giá cho các chị về vấn đề phí ship nữa thì rất là tốt luôn. Hai áo đúng không? Dạ. Nguyễn Hiền 7 áo mẫu mặc. Bùi Ngọc Bích 14. Hồng Vân 714. Nước Lơ Xanh 714. Bích Nguyễn 14 4 áo. Tố Phương 14. Vũ Hạnh 14 2 áo. Lê Nguyễn Thi 14. Harry 14. Còn 5. Tám một không cho em, giá 130 chị nào lấy thì các chị chốt 810 cho em nha các chị nha. 130.000 một áo các chị ơi, giá rất là tốt luôn. Để họ sở hữu được một cái áo dài rất là đẹp. Không phải nói chứ mặc cái phải này mặc sướng lắm. Nó nhẹ. Đã lắm luôn á. Tố Anh 810. Vân Trần 810. Phương Nana 714. Ủa? Bích Thủy 810, Trình Hải 810, Bùi Ngọc Bích 810, Thanh Tú 810, Võ Thủy 810, Anna Nguyễn 810, Du Khi Phạm 810, Hồng Hành Trần 810. Không còn 5. Harry
810. Còn 4. Vải áo mẫu mặc giá 300 ngàn một vải áo nha chị ơi. 80 nhưng mà cho em giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 80 cho em các chị ơi. Thiên Nguyễn 80. Nguyễn Hương 80. Bích Nguyễn 80 6 áo. Di Hiên 80 2 set. Harry 80. Còn 4. Ngân Ngọc 80 2 áo. Còn 2. Thêm một em tím cho các chị mặc màu chay nữa. Trời ơi nó đẹp. 43 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 43 cho em. 130 ngàn một áo các chị ơi. Chắc chế may cái áo này đi thôi. Chốt đây. Chốt đây. Nhìn thì nó rất là bình thường. Mặc lên thì nó không hề bình thường. Nó rất là bất thường. Bốn ba. Nhiều áo bảo đơn mà lo gì cứ từ từ. Nghe mình đồ đẹp mình cứ tự ti cứ từ từ bình tĩnh. Nhi Hiên 43. 43 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 43 cho em các chị ơi. Giá cho em là 130.000 một áo các chị ơi. Cái hoa này nè các chị, nó tầm một nửa. Ở bên này nó có một cái sọc ngang ngay chỗ cái chân ngực như vậy này. Trời ơi đẹp lắm luôn. 13 Trần 43, Thảo Trang 43, Hoàng Duyên Nguyễn 43, Bế Nguyễn 43 4 áo. Nhìn đơn giản vậy thôi đấy nhưng mà khi thay lên là nó không hề đơn giản đâu. Ở ngoài của nó là đúng chuẩn một tím Huế luôn, đẹp lắm. Có bán hàng không? Dạ, yeah, thôi không bán chị ơi. Mã chứ không phải đi. Phải gì chị? Tuyết Phạm 43, Hoa Hồng 43. À. Cắt 1m7. Dạ, yeah, bên em mua cắt lẻ thôi chị ơi. 2m. 2m cũng được. Lấy cho chị thay cho bán kim. Mày cắt được quần 1m2 sao không ấy? Thanh Huyền 43, cũng là mua ấy. Đúng cái màu này này, và vải này, cái màu này. Một nồng một chim nai em phải cắt cùng có 1m2. Quay thể lệ đương 43. Cái đó là chị được tặng mà. Ai biết đâu. Cái đó là được tặng mà chị. Còn chị mua là chị em đúng bao giờ cắt cùng 1m2 bao giờ. 1m2 á. Cái vải này à, có màu ba. Cái này vải là màu này không? Lấy màu này. Màu đó chỉ có thay tốn ăn kim thôi. Cái có màu đó thôi. Còn ba nha. Quần đấy là chị được tặng mà chị bảo à, em thì em mang quần mét hai. Tao nhờ con ấy nó mua hộ ấy. Tao nhờ nó to như vậy mà bắn qua quần. Không có đâu nha. À. Lê Liên 43. Còn 2. Đây em đưa cho chị xem này. Chị nhìn kỹ đi đã. Đây. Dơ lên thì thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà không hề bình thường mà nó rất là bất thường. Đây. Nhìn này. Thấy chưa? Khi may ấy, cái phần này này chị nó chỉ có một nửa thôi, nó tạo cảm giác cái người mình nó rất là đẹp này. Chuẩn chưa? Trời ơi, một bên tay hoa, một bên tay trơn. Còn hai này thôi. Dạ. Hồng Hạnh Trần 43, Maria đẹp 43. Hết 43. Thấy không? Chế mà không cứng là không được. Không có bao giờ nhà mình bán quần 1m2 cái quần đó là chắc chắn là được tặng. Đến mà đến bóng vốn là quần bán cho người ta có 1m2.
115 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em. Giá cho em là 130.000 một áo các chị ơi. Em mà phát hiện ra nhân viên nhà em lúc nào bán quần bé tài để tới số với em luôn chứ đừng có nói chuyện. Cho chị này đi thăm này. 112 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 115 cho em. Xin lỗi 115. Các chị ơi 130.000 một áo cho các chị. Nguyên 115. Nghe lên 115. Con đứa nào coi like của chị mà nghe thấy câu này thì nhớ nha. Giấu cho kỹ rồi nha. 115. Mai Loan 115. Chị này đang trở thành hoa hậu thân thiện rồi đấy. Bớt ngó rồi đấy. Dung sao tôi liếc cô chưa đến lúc địa đấy, biết rồi đấy chứ không phải là không biết đâu, chưa lúc địa tới đấy nha. Chúc chơi 115 sáng nay bước lên bảo rồi này, tôi làm gì bởi dưới đấy thì nó sợ sợ dữ vậy. Bảo thì em vẫn vậy mà. Em có bao giờ hiền đâu chị, em đâu có là Bạch Tuyết đâu. Thế mà có người bảo em ngồi 8 mấy đứa này. Tụi mày làm ở đây bao nhiêu năm? Bao nhiêu rồi? Việc 2 năm, chân hơn 2 năm. Thăm mấy rồi nhỉ? 2 năm. Đây nó treo hàng mà em đứng đây nó cũng không đến nữa, nó phải ye xong em đến đây bắt đầu nó mới đến. Thế mà có người bảo em ngồi 8 với tụi nó, xin lỗi với các chị chứ con đem em còn chưa có thời gian em ngồi em coi cho đứa thì ở đấy được mà 8 cái ai, trời ơi làm quái đi ơi. Việc nhà thì đăng đê mà bảo em ngồi em 8 u là trời. Em 8 em đi làm đẹp cho xuống chứ mắc gì tự nhiên em đi 8 chuyện thiên hạ thì cũng mệt các chị ơi. Ôi ôi là trời. Chốt đơn. Chợ mới có 5 năm chưa bước ra tới chợ à. Xem 66 cho em giá 130.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 866 cho em nha. Cái treo hàng mà nó thấy đứng đây cái là nó cũng ye là ở đấy thì bảo em đến ngồi mà nói chuyện với tụi nó. Có đứa làm ở đây 2 năm này mình chưa biết mặt nó là cái đứa nào luôn. Trời, nó bị mặt kín mít rồi. Khoan 2866. Lẹo ơi, cái này mà mặc quần đen đẹp lắm luôn đấy mấy chị ơi. Xinh lắm. 866 cho em nha. 866. Các chị ơi 866 cho em giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 866 cho em các chị ơi. Bó lễ hoa 866, lá thủy 866. Nguyễn 866 4 áo. Dạ ok chị Bích Nguyễn. Tám sáu sáu cho em giá là 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 866 cho em. 866 Phương Phương 866. Còn 4. Cho chị Bích Nguyễn 2 áo. Nhà này đường gì tụi nó biết hết rồi, hồi xưa nó tưởng là em là chưa con Dung nhất á. Ôi giời ơi, em đâu có chửi Dung trước mặt tụi nó đâu. Em toàn chửi sau lưng không à. Hà Vũ 866. Thanh Huyền 866. Ủa, hết chưa? Dung nhờ. Không phải chửi, mắng yêu. Bây giờ em hiền nhiều lắm, chuyện với các chị lắm phải giữ bừa đâu trời ơi.
con Kim nhà em nó là thuộc dạng gọi là từ tiền bao nhiêu ấy, chị Thúy, em có bao nhiêu là em lấy hết. 130.000 một áo các chị ơi, em lấy hết cái sự lượng đấy lại, trời ơi. Người ta bảo là đi với cụ mặc áo cà ta, đi với mẹ phải mặc áo giấy mà. Đây là nhỏ bán ế cái tự nhiên nó sần ơi. Thảo Trang 680. Sáng ra bác Lan ra cái thấy ta đang cắt đôi nỗ sầu. Bác Lan bảo ở nhà thằng Bin nó cũng nghe bài này từ đêm qua giờ chắc phải mấy chục lần rồi. Tú bảo ơi đúng rồi. Trời ơi cô nó cũng đeo đu kịp trend lắm chứ bộ. 680 cho em giá 130.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì Phạm các chị cho 680 cho em nha các chị nha. 680 2 áo. Một trăm ba mươi nghìn một áo các chị ơi, chị nào lấy thì các chị chốt 680 cho chị em nha các chị. Áo chị biết Nguyễn Nguyễn Hoa 680, Hoa Hậu 680. Mẫu này là hôm qua em mới đi may chưa bán. 200 cho em giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 200 cho em. Nguyễn Hoa 680, Lan Ngô 680. Hồ Út 680, Ma Nguyễn 680, Minh Hiếu Đạn 680. Thanh Nguyên 200. Phùng Hồ 680. Thùy Trang 200. Bích Nguyễn 200 6 áo. Tú Đặng 200. Dạ ok chị Bích Nguyễn. Eva Huỳnh 200 4 áo. Như Nguyễn 680. 680 còn 1. Cái chị Bích Nguyễn, cái phiếu của chị Bích Nguyễn mấy cái áo tím hoa hồng còn 2 chứ. 680 còn 2. Thôi ơi, mình cho chị 1 2 mẫu thổ cẩm đẹp đẹp bên kia đi Thắng. Đồ cái đi của chị Phùng Hồ 680 lấy thêm 2 cái quần cùng. Quá đẹp. 167. Đẹp quá. 167 cho em giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em. Đẹp quá các chị ơi. Ở trên nền vải thì nó có hoa văn. Nó không có trơn đâu, đẹp quá. 130.000 một áo cho em nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 167 cho em. Đinh Hồng Liễu 167. Nguyên 167. Chuyên võ 167. Nguyễn Liễu 167. Đào Phan 167. Thiền Đạm 167. Phải Duyên Nguyên 167. Thủy TM 167. Thơm Trần 167, Nguyễn Thị Lệ Nương 167, Nga Lê 167. Còn 4. Phạm Phẩm 167. Còn 3. Lâm Thị Mai 167. Còn 2. Ở nhà thì có một cái thái tôn ấm kim khỏe y như vậy luôn, nhưng mà bây giờ không có còn vải để làm cái mẫu đó ở bên nhà máy đó, cho nên là đang tính may lại cái áo này. Một trăm ba mươi ngàn một áo các chị ơi. 225. Áo mẫu mặc giá 300.000 đó chị ơi.
225 cho em, giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì các chị chốt 225 cho em. Châu giếm 167. Còn một. Mấy cái này như vậy dùng hết. Cắt tên 167. Rồi nó vào để trên đầu chị nhớ cái mẫu. Trúc Trinh 225, Hoàng Duy Nguyễn 225, Nguyễn Liễu 225, Mai Loan 225, Trúc Lơ Xanh 225. Cho em giá 130.000 đồng, lấy thì các chị chốt chấm bi cho em. Trời, chấm bi thì dễ thương quá à. Nga Lê chấm bi, Đinh Hồng Liệu chấm bi, Thuy Vang chấm bi. Xinh quá luôn á. Bé Nguyễn chấm bi 6 áo. Vũ Nguyên chấm bi. Mây Lý Trương Thi 2 áo chấm bi. Còn 3. Cô Tiên Nguyễn chấm bi. Còn 2. Ngân Ngọc chấm bi 2 set. Chấm bi ăn hết các chị ơi. Một trăm ba mươi ngàn một áo các chị ơi. Thanh Nguyên vải áo mẫu mặc. Một trăm ba mươi ngàn một áo nha. 445 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 445 cho em các chị ơi. Thuy Vang 445. Một áo các chị ơi. 018, chị nào lấy thì các chị chốt 018 cho em. Lý Hồng Liệu 018, Thuy Vang 018. Thanh Nguyễn 018, Cẩm Lan 018, Lan Đỗ 018, Bế Nguyễn 6 áo 018. Còn 4. Còn 4. Hoàng Duyên Nguyễn 018, Mai Loan 018. Còn 2. Giá có 130.000 một áo rồi các chị ơi, rẻ lắm, đẹp lắm. Xuất sắc chưa? Châu Diễm 018. Còn 1.
đúng không? 414 cho em thì 2018 414 cho em giá 130.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 414 cho em. Trời ơi, cái này mà mặc với quần trắng hay là mặc với lại quần màu màu xám của Nam Phương nữa là hết bài luôn. Đẹp chưa? 414 cho em giá 130.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 414 cho em. 414 6 áo. Hơn 2414. Quyền tôn nữ 414. Còn Đỗ Thị Hoa 414. Còn một. Lê Lê Nguyễn 414 em hết. $130 một áo nha các chị ơi. Mày cứ nhớ cái áo này của chị em Dương. Dạ. Trời ơi này, bây giờ mình thấy mặt nó còn đẹp hơn nữa luôn. Mức là eo 72, bây giờ eo 65 mà mặc cái này nếu mà để cho chế lên chế căng nữa thì ôi giời ơi luôn. $130 một áo các chị ơi. 130.000 một áo nha. 654 cho em. Chị nào lấy thì các chị chốt 654 cho em. Trời ơi, mặc quần vàng, mặc quần trắng, mặc quần đen, mặc quần đỏ. Các trời có rất nhiều đẹp đi. Xuất sắc. Thuy Ba 654, BT Vũ 654, Bích Nguyễn 6 áo 654, Loan Kim 654. Xuân Xuân 654. Không đâu. $130.000 một áo các chị ơi. Chị nào lấy thì các chị chốt 654 cho em nha các chị nha. Khi mà cái hoa này này các chị may lên nó làm vừa đúng với cái chân ngực của mình là điểm nhấn luôn, rất là đẹp luôn. Mai Quỳnh 654, Nguyễn Hiểu 654, Thảo Vũ 654, còn 2. Thái Nguyên 654, còn 1. Lê Lê Hàn Trần 654. $130.000 một áo các chị ơi. $130.000 một áo cho các chị nha. 185 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 185 cho em các chị ơi. Giá cho em là 130.000 một áo thôi. Mẫu này mà các chị may như vậy xong các chị may hai cái tay trơn nữa. Ô trời ơi. Siêu sang luôn đó. 185 cho em, giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 185 cho em. Đi Hồng Liệu 1852 áo. Phạm Bình 185. Đỗ Thanh Hồng 185. Mặc quần đen thôi các chị ơi, không có mặc quần gì khác ngoài ra đâu nha. Mà các chị nhìn cái hoa văn này. BT Vũ 185. Mặc quần đen thôi đẹp lắm. $185 cho em, giá 130.000 một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 185 cho em ha. Em like các chị nhanh nhanh một chút để các chị lượng được nhiều mẫu nha. Chứ đứng một hồi là hết giờ đấy chứ ơi. Chè ngôi sao mà đợt này nhiều thổ cẩm tính than đẹp thế. May mấy cái rồi, trăm chục cái chưa? Lê Nguyễn Thi 29 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 29 cho em các chị ơi. Giá cho em là 130.000 một áo nha các chị nha. Ôi ơi, nó còn phố tím Huế, tím Thang nữa. Ờ, phố cho nhiều vào đi. Quyến Linh 185. Nói cảnh báo trước rồi đó nha. Lùi xem kia là cứ phải coi chừng cái màu tím nha, dưới chợ là sạch sẽ rồi đấy, nói trước ạ. À. Bích Nguyễn 292 áo. Kim Anh Nguyễn 29. Đinh Hồng Liễu 29, Tường Vân 29, Diệu Hiền 29, Thanh Nguyên 29. Mai Thủy
Thúy 29. Diệp Du Khi Phạm 29. Lâm Thị Mai 29. Nguyễn Liễu 29. Các chị ơi, 130.000 một áo cho các chị nha. 596 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 596 cho em các chị ơi. Mẫu này các chị nói nhân viên nhà em lấy cho các chị thêm cái quần màu đỏ đô đậm ấy, của lụa sapphire, các chị mặc nữa là hết nước chấm luôn. Chị Nga 29. Còn 3. Dung Nguyên vải áo mẫu mặc 596 cho em, giá 130.000 một áo, chị nào lấy thì cô Vũ 29 cho em. Còn hai vải áo mẫu mặc giá 300.000 nha chị ơi. Đinh Hồng Liệu 596 xếp. Rumi 596. Hồ Việt Hồng 596. Nguyễn Láng 29. Còn 1. Hương Đinh vải áo mẫu mặc. Cái đẹp thấy đẹp chứ không bán được rồi. Trời ơi. Nè, các chị thấy chưa? Du Khi Phạm 596. Chị thấy như bên kia còn mấy cái á. Cái áo chị mặc này lấy ra hết chưa? Hình như có đấy. Lấy ra xong rồi lấy mẻ luôn. Các chị ơi, 105 cho em, giá 130.000 một áo nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 105 cho em. Đẹp quá trời. Tình như cái áo của chị mặc thêm mình còn chỉ lấy ra hết chưa, còn lấy chưa chứ còn như bé quế 105 bốn áo. Một xăm ve chai đi, nó phải da Cẩm Lan 105. Phải chuyện đơn giản đâu các chị ơi. Thay Nguyên 105. Đẹp lắm luôn, may lên thầm thầm cái áo rồi mới thấy nó tan. Nguyễn Thiên 1052 áo. Ngân Ngọc 1052 xét. Thanh Tú 105. Còn hai. Duyên ơi là Duyên. Còn hai nha. Vân Vân 105. Còn một. Bé 8 105. Xanh đen đi với lại hoa đỏ. Xanh là xanh đen, xanh than luôn đó. Các chị hay gọi là xanh than đấy. 130.000 một áo các chị ơi. 065 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 065 cho em nha. 130.000 một áo, miễn phí ship toàn quốc cho mình. Chất vải các chị mặc đi, êm ái, nhẹ nhàng, đẹp vô cùng luôn. Giá chỉ có 130 thôi. Ship đến tận nhà cho mình, không phải tốn bất cứ một đồng nào tiền phí hết. U là chè. 065 hay 418 ạ? 065. 130.000 một áo các chị ơi. Thế
Nếu mà cho chế mặc thái tuấn ăn kim chế mặc cả ngày cũng được. Tơ Nguyễn 065, hiện đại 065. Mình không bị mỏng. Lâm Phương 065. Tiếp đường dẹp cân. Linh Đạp 065, Thảo Trang 065. Bến Bắc Ninh 065. Phạm 065, Lan Nguyễn 065, Bích Nguyễn 065 bốn áo. Okay. 130.000 một áo các chị ơi. 186 cho em, chị nào lấy thì các chị chốt 186 cho em nha các chị nha. Giá cho em là 130.000 một áo. Các chị biết xem hay là cái màu này không? Vải này lên màu này rất đẹp. Cái màu của nó rất là đậm mà rất là sang vô cùng luôn. Đẹp chưa? 186 cho em, giá 130.000 một áo chị nào lấy. 186 cho em nha các chị nha. Còn nữa không Thanh? Hả? Còn nhiều hả? Tối nay làm thêm bát nữa cho nó trống luôn đúng không? Bế Quế 1866 áo. Phương Phương 186, Yên Đỗ 186. Ngân Ngọc 186 hai áo. Gái Hậu Hòa 186. Còn 4. Đỗ Thị Thuận 186. Còn 3. Thanh Nguyên 186. Còn 2. Cái màu này, mấy cái màu này là các chị, nó không có hoa hòe đâu. Nó không có cho có mà xanh đỏ tím vàng đâu. Các chị mặc rất là sang luôn đó. Các chị mặc vào mùa vào cũng được. Lâu lâu mình thay đổi đi một chút các chị ơi. Một trăm ba mươi ngàn một áo cho em các chị ơi. 65 cho em nha các chị nha. Chị nào lấy thì các chị chốt 65 cho em. Đẹp quá luôn chứ phải đẹp vừa nữa trời. Xinh lắm luôn đó. Võ Lệ Hoa 186. Còn 1. Bích Nguyễn 652 áo. Trúc Trinh 65, Tú Đặng 65, Thảo Trang 65, Phan Thúy Nguyễn Thị 186. Nghe một áo nhé. Hồ Văn 65.
418 giá 130 nghìn một áo. Chị nào lấy thì các chị chốt 418 cho em. Bếp Nguyễn 4186 áo. Đơn thêm cho chị cái này chị bán cho khách cho nó. Hiện đại 418. Cho khách mặc đi bán thì gì nó đẹp. Mỗi đơn 2 tuần. Ừ. Tuấn Đạt Trần 418. Các cái thì mỹ lên 418. Con phố này đâu giống không có nỗi này giống hồi trước phía mặt á. Cái này mà để cho Phong với Uyên nó căng nó đúng nằm trên cái chân ngực của chế cái thôi khỏi cần phải bàn luôn. 63 cho em giá 130 ngàn một áo một mã này nữa em nhìn cho các chị ơi ba giờ. Ô em cũng đẹp lắm. Bán thiết kế cho các chị chồng em biết không? Bán được cho các chị 500 méo chứ thật xin lỗi với các chị cũng bắt hạ một gấp đôi năng lượng bình thường bán đến hàng lô. Thiền Đạo 63, Cẩm Nam 63, Canary Lê 63, An Thế Nguyễn Thị 63, Numi 63. Bán hàng lô Ngân Ngọc 63, 2 set nhẹ lắm. Tường Vân 63. Còn bán cái thiết kế này trời ơi đứng ướm nói mẹ. Thiền Thang 63, Trần Xuân 2 áo 63, Hải Âu Nguyễn 2 áo 63, còn 2 Nguyên Phan Thúy 63, còn Nguyễn Kiều Thu 7 áo mẫu mặc, Ái Thu Trương 63. 63 em hết các chị ơi. Thôi bán tiếp các chị ơi. Mệt đuối lắm. Hẹn gặp lại các chị tối nay lúc 12 giờ nha.